I'm not your woman. When my lips stick, bombs, and I feel like mama. That's when.
Nhiệt chào mừng toàn thể quý vị đại biểu, các quý vị khách quý đã đến tham dự với buổi hội nghị khách hàng bốc thăm trúng thưởng và tri ân đại lý tại thị trường Thanh Hóa của công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam ngày hôm nay. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, cho phép Tú Uyên được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm nhôm tiêu chuẩn châu Âu tại Việt Nam. Với mục tiêu của Eurohouse là sẽ sớm trở thành một công ty công nghệ xanh hàng đầu tại Việt Nam khi cung cấp các vật liệu xây dựng thay thế cho các vật liệu đang dần trở nên khan hiếm như gỗ, giúp bảo vệ môi trường, đồng thời đáp ứng được nhiều hơn và xu hướng kiến trúc mới. Hiện nay, công ty Eurohouse Việt Nam đã có hơn 200 nhà phân phối, đại lý, nhà sản xuất trên toàn quốc. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo tài ba của ban lãnh đạo, bên cạnh đó còn là sự đoàn kết, hết mình, nhiệt huyết của hệ thống nhà phân phối, đại lý đã giúp sản phẩm của công ty ngày càng chiếm lĩnh được thị trường trong cả nước. Và như quý anh chị cũng đã biết thì trong thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 đã và đang còn nhiều những diễn biến vô cùng phức tạp trên toàn cầu đúng không ạ? Thế nhưng với sự đồng lòng và quyết tâm cao độ của toàn dân tộc, Việt Nam của chúng ta đã kiểm soát đại dịch rất tốt. Và nhờ với việc kiểm soát tốt đó đã tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế. Và không chỉ dừng lại ở đó, mà còn tạo một tiền đề để giúp chúng ta đón nhận một luồng gió mới về đầu tư trong và ngoài nước. Và với tinh thần đó, công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam đã kết hợp với các nhà phân phối trên toàn quốc để triển khai chương trình khuyến mại và tri ân với tên gọi mãnh liệt tinh thần chiến binh Eurohouse. Vâng, và chương trình như là một sự cổ vũ lớn lao tiếp sức cho toàn thể các nhà phân phối, các đại lý trong ngành cửa của chúng ta có tâm thế mới, vững tin, nắm bắt được thời cơ thuận lợi để phát triển. Và chương trình cũng như một lời hiệu triệu gửi tới toàn thể những anh em trong ngành cửa, hãy tự tin hơn, mạnh dạn hơn và sáng tạo hơn nữa để bứt phá trở thành doanh nghiệp lớn mạnh trong một lĩnh vực đang có bước phát triển rất nhanh chóng trong thời gian qua. Và không chỉ là một chương trình đơn lẻ, mà chương trình còn là một chuỗi các sự kiện được triển khai đồng thời và đa dạng dưới nhiều hình thức, quy mô khác nhau tại các địa bàn trên toàn quốc. Những chiến binh Eurohouse là những người theo đuổi sự hoàn hảo, cao cấp trong lĩnh vực ngành cửa tại Việt Nam. Những chiến binh Eurohouse đã và đang là những nhà sản xuất cửa nhôm được đánh giá cao trên thị trường vì sự lựa chọn con đường hướng tới uy tín, chất lượng. Và thưa quý vị, chuỗi sự kiện đã tạo nên một ngày hội Eurohouse trên toàn quốc trong suốt một tháng vừa qua. Và chương trình đã tạo ra một sức mạnh vô cùng lớn, lan tỏa và để đến ngày hôm nay, trong tháng 6 này, chúng ta hân hoan chuẩn bị cho một tháng vô cùng sôi động cùng với những hoạt động vô cùng ý nghĩa. Chuỗi sự kiện đã giúp các nhà phân phối, đại lý có một ngày hội thực sự tiếp nối, liên tục và sự thành công ngoài mong đợi của chương trình đã và đang lan tỏa đến trong tháng 6 này của chúng ta để trở thành một festival Eurohouse thực sự trên toàn quốc. Và chuỗi sự kiện được chia làm 5 chương trình cụ thể như sau. Tại khu vực Khoái Châu, Hưng Yên, tại nhà phân phối Thành Nguyên, Khoái Châu sẽ bốc thăm trúng thưởng với giải thưởng là một chiếc xe máy Honda Blade trị giá 20 triệu đồng cùng với rất nhiều những phần quà có giá trị khác. Tại tỉnh Hải Dương, chương trình bốc thăm trúng thưởng tại nhà phân phối Sĩ Túy với giải thưởng là một chiếc xe máy Honda Blade trị giá 20 triệu đồng. Chương trình dành cho toàn bộ các nhà phân phối, đại lý, xưởng sản xuất tại tỉnh Hải Dương cùng với rất nhiều phần quà có giá trị khác. Thưa quý vị, và tiếp theo, tại tỉnh Thanh Hóa của chúng ta, chương trình được bốc thăm trúng thưởng với giải thưởng đó chính là một chiếc xe máy Honda Blade trị giá 20 triệu đồng cùng với nhiều phần quà có giá trị khác. Và cuối cùng, đặc biệt nhất, đó chính là chương trình dành cho tất cả các nhà phân phối, đại lý, xưởng sản xuất trên toàn quốc. Chương trình được bốc thăm tại công ty với các giải thưởng như sau. Một chiếc xe máy Honda Blade trị giá 20 triệu đồng, một chiếc TV LG 43 inch và một chiếc điều hòa Sharp. Thưa quý vị, và đến tham dự với một sự kiện vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay, Tú Uyên vô cùng vinh dự được giới thiệu sự hiện diện của ban lãnh đạo công ty cùng với các quý vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Tổng Giám đốc điều hành công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam, ông Phạm Trường Giang. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đại diện thương mại Eurohouse tại Thanh Hóa, ông Lê Văn Thắng. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Giám đốc công ty cổ phần Thành An Vina,
nhà phân phối khu vực thành phố Thanh Hóa, ông Lương Viết Linh. Xin trân trọng giới thiệu đại diện nhà phân phối Doanh Tùng, thành phố Sầm Sơn, ông Lê Khả Hùng. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và kim khí Việt Anh, nhà phân phối khu vực Hoàng Hóa, ông Cao Hải Việt. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đại diện nhà phân phối khu vực Thọ Xuân, ông Lê Đình Thắng. Xin trân trọng giới thiệu đại diện nhà phân phối Thanh Long, khu vực Quảng Xương, bà Hoàng Thị Hạnh. Xin trân trọng giới thiệu đại diện nhà phân phối Huê Long, ông Lâm Ngọc Huê. Xin trân trọng giới thiệu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Quân Hương, đại diện nhà phân phối khu vực Đông Sơn, ông Nguyễn Văn Quân. Xin trân trọng giới thiệu phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và cơ khí Việt Hưng Thanh Hóa, ông Hồ Hữu Dũng. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đại diện nhà phân phối Quân Nga, khu vực Hậu Lộc, ông Nguyễn Đình Tứ. Và điều đặc biệt hơn cả đó chính là sự hiện diện của toàn thể các quý nhà phân phối, các quý đại lý đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn rồi, chúng ta hãy cùng nhau dành một tràng pháo tay thật lớn cho điều tuyệt vời này được không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, và tiếp theo ngay sau đây, Tú Yên xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu và cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn về công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam. Xin mời. Hiểu như thế, những con người đã gây dựng nên một Eurohouse với ý chí quyết tâm và niềm đam mê với lý tưởng mang kiến trúc và nghệ thuật châu Âu đến với thế giới. Công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm nhôm tiêu chuẩn châu Âu tại Việt Nam như nhôm thanh định hình dành cho sản xuất cửa, nhôm tấm, nhôm hộp trang trí nội ngoại thất, các giải pháp tổng thể về nhôm. Với sự am hiểu và đam mê phong cách kiến trúc nghệ thuật châu Âu, các kỹ sư của Eurohouse Việt Nam không ngừng nghiên cứu, sáng tạo nhằm đưa ra những sản phẩm nhôm hệ có phong cách thiết kế, màu sắc, đáp ứng không ngừng nhu cầu phát triển của các công trình xây dựng. Sự táo bạo trong ý tưởng và đi đầu trong thiết kế đã tạo ra giá trị khác biệt trong mỗi sản phẩm. Nhôm hệ Eurohouse truyền tải một thông điệp, kết nối nghệ thuật và phong cách trong kiến trúc. Nhôm hệ Eurohouse chú trọng phát triển đa dạng mẫu mã sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng với nhiều phân khúc khác nhau. Phân khúc Eurohouse Optima One sang trọng đẳng cấp với khung viền vào gỗ cho thế hệ 55 đầu tiên tại Việt Nam. Phân khúc Eurohouse Slim 2 cách tân, tính ứng dụng cao. Phân khúc Eurohouse Decor tiêu chuẩn phù hợp với mọi nhà. Phân khúc Eurohouse Frico tiết kiệm, sáng tạo. Công ty đi theo định hướng lấy chất lượng sản phẩm là chiến lược cạnh tranh, lấy sự hài lòng của khách hàng là nền tảng. Tất cả các sản phẩm nhôm Eurohouse đảm bảo độ cứng tiêu chuẩn 6063T5. Phô nhôm nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia với lớp sơn phủ chất lượng cao Axonobel từ Hà Lan, bảo hành 10 năm, dòng sơn cao cấp nhất hiện nay. Đặc biệt, màu vân gỗ Batello Italia của Eurohouse được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, màu sắc và đang rất được ưa chuộng trên thị trường. Mục tiêu của Eurohouse là sẽ sớm trở thành một công ty công nghệ xanh hàng đầu Việt Nam khi cung cấp các vật liệu xây dựng thay thế cho các vật liệu mà dần trở nên khan hiếm như gỗ, giúp bảo vệ môi trường, đồng thời đáp ứng nhiều hơn với các xu hướng kiến trúc mới. Với mục tiêu đó, đội ngũ cán bộ nhân viên của Eurohouse Việt Nam không ngừng nỗ lực phát huy tinh thần sáng tạo trong việc thiết kế sản phẩm, triển khai thị trường, đồng thời hỗ trợ và cam kết đồng hành cùng quý khách hàng trong từng bước phát triển, quyết tâm đem lại những sản phẩm hàng đầu trong lĩnh vực nhôm hệ tại Việt Nam. Eurohouse mang kiến trúc châu Âu cho từng ngôi nhà Việt.
sản phẩm mới, sáng tạo và gần gũi với người tiêu dùng, Eurohouse đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời ngày càng ra mắt những sản phẩm mang tính cách tân trong ngành nhôm hệ. Eurohouse vinh dự đang là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu sản phẩm. Với những sản phẩm đã tạo ra cuộc cách mạng lớn trong ngành nhôm hệ Việt Nam trong những năm qua. Và để tiếp nối sự thành công đó, trong niềm hân hoan chào đón trong suốt thời gian qua, hôm nay Eurohouse chính thức ra mắt tới toàn thể quý nhà phân phối, đại lý, nhãn hiệu nhôm cao cấp World House. Một dấu mốc quan trọng của công ty, dưới sự chứng kiến của toàn thể quý nhà phân phối, đại lý, chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ mốc son mới này. Hãy giữ ngọn lửa của tinh thần Việt cùng Eurohouse. Cool House hệ huệ lực, Cool House hệ nội thất, Cool House hệ năm năm bát cảnh cao cấp. Với màu vân gỗ cẩm lai, gỗ của sự thịnh vượng, được hỗ trợ nghiên cứu và cung cấp của hãng sơn danh tiếng Axel Nobel bảo hành lên tới 15 năm. Màu vân gỗ sáng hương, gỗ của sự đoàn viên, được sử dụng trong nội thất Cool House. Và màu xanh đồng, màu của sự thịnh vượng. Vâng, và quý vị thân mến, và chúng ta hãy cùng nhau đếm 1, 2, 3 và dành một tràng pháo tay thật lớn nha thưa quý vị. 1, 2, 3 xin chúc mừng. Xin quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay lớn hơn được không ạ? Hãy cùng nhau chúc mừng cho sự ra đời của thương hiệu Cool House. Vâng, rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Vâng, kính thưa quý vị, và để có được thành công như ngày hôm nay thì công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam rất cảm ơn và trân trọng sự hợp tác của các nhà phân phối và các quý đại lý trên toàn quốc, và trong đó có thị trường Thanh Hóa. Ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời các quý nhà phân phối và đại lý sẽ ký kết hợp đồng mới, mở ra một cơ hội hợp tác cùng phát triển với công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam. Và ngay sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Cao Hải Việt, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và kim khí Việt Anh sẽ tiến lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời ông Lâm Ngọc Huê, đại lý Huê Long. Xin trân trọng kính mời ông Hồ Hữu Dũng, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và kim khí Việt Hưng Thanh Hóa. Và xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Thắng, đại diện thương mại công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa sẽ lên chứng kiến lễ ký kết. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam, ông Phạm Trường Giang sẽ tiến lên sân khấu để thực hiện lễ ký kết hợp tác cùng với các nhà phân phối và đại lý ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
cảm ơn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại và kim khí Việt Anh. Xin quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Hãy cùng nhau chúc mừng cho sự thành công của lễ ký kết hợp tác giữa công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam cùng công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại và kim khí Việt Anh. Vâng, và xin được mời ông Cao Hải Việt sẽ cùng lưu lại sau để chúng ta sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết hợp tác tiếp theo. Và xin được mời ông Lâm Ngọc Huê, đại lý Huê Long sẽ tiến hành lễ ký kết hợp tác cùng với công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho sự thành công của buổi lễ ký kết giữa công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam cùng với đại lý Huê Long. Và tiếp theo xin được mời phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và cơ khí Việt Hương Thanh Hóa, ông Hồ Hữu Dũng sẽ tiến lên thực hiện lễ ký kết hợp tác. Vâng, rất tuyệt vời thưa quý vị. Thưa quý vị, vậy là lễ ký kết hợp tác thành công giữa công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam cùng với quỹ nhà phân phối và quỹ đại lý đã được diễn ra thành công. Và giờ đây xin được mời ông Giang cùng với đại diện của ban nhà phân phối, quỹ đại lý, chúng ta sẽ cùng đứng xích lại gần nhau ạ, để cùng lưu giữ lại khoảnh khắc ý nghĩa ngày hôm nay. Và chắc chắn rồi, quý vị ơi, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn ông Giang, xin được cảm ơn ông Thắng và cũng như là xin được cảm ơn ba quý nhà phân phối, ba quý đại lý của chúng ta. Và quý vị thân mến, tiếp theo sẽ là một trong số rất nhiều những món quà mà Eurohouse Việt Nam muốn dành tặng tới toàn thể quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón món quà âm nhạc đến từ nữ ca sĩ vô cùng xinh đẹp của chúng ta, ca sĩ Minh Thủy. Thank you.
vẫn là sao. Cuộc tình tình ngọt ngào anh đã cho em, lập trái tim em đau đớn ai. Điều hẹn tuyệt đẹp đâu có ai khiến em nhớ lại. Phút xa đêm đầu đời em tình yêu say trắng, đã có bao đôi nhân tình đang cùng vui đắm say. Cành hoa cho tay đến gầy, dù rằng nghe tiếng cánh cây tình này cho anh. Phải dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Lớn hơn nữa để cảm ơn món quà âm nhạc vô cùng tuyệt vời được không thưa quý vị? Xin cảm ơn quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của công ty, sản phẩm nhôm Euro House dần khẳng định được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường. Có được thành công đó, mỗi nhà phân phối, đại lý đều là những nhân tố quyết định thành công của Euro House Việt Nam. Và cũng chính vì thế, trách nhiệm của Euro House với hệ thống nhà phân phối, đại lý để làm sao có được những sản phẩm tốt nhất, tính cạnh tranh nhất và đồng thời tìm ra những giải pháp bán hàng hiệu quả luôn được công ty chú trọng. Cùng với Euro House, các nhà phân phối, đại lý không còn là một đại lý đơn lẻ mà chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra một sản phẩm tốt, một thương hiệu có uy tín mà còn là một sự hỗ trợ lớn lao giữa công ty cổ phần Euro House cùng với các quý nhà phân phối, các quý đại lý của chúng ta. Thưa quý vị, và ngay sau đây, Tú Yên xin được trân trọng kính mời Tổng Giám đốc công ty cổ phần Euro House Việt Nam, ông Phạm Trường Giang sẽ tiến lên sân khấu để chia sẻ tới quý vị về nội dung định hướng tương lai cùng Euro House. Xin mời. Vâng, một lần nữa thì thay mặt cho ban lãnh đạo công ty cổ phần Euro Việt Nam cũng như cán bộ công nhân viên của công ty cổ phần Euro Việt Nam, xin một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà phân phối, quý đại lý của Euro House Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa. Trong hệ 55 đầu tiên tại Việt Nam, phân khúc Euro House Slim 2 cách tân tính ứng dụng. Thì thực sự ra là đây là lần thứ 3 trong tháng này tôi đứng lên trên sân khấu để giới thiệu về bài viết này.
Tuy nhiên thì lần nào ở mỗi một nơi. Lần trước thì cách đây là vài hôm thôi, là ngày 12 thì tại gần trụ sở công ty thì có hơn 400 quan khách, hơn 400 quan khách. Thực sự là mỗi một lần thì có một cái cảm giác và cảm xúc khác nhau. Từ tôi thì cũng chia sẻ thật là tôi về Thanh Hóa là từ hôm qua, từ tối hôm qua. Tối hôm qua tôi đi cũng muốn là, thực ra buổi tối thôi, nhưng mà tôi cũng muốn là được hòa vào cái không khí, hòa vào không khí khẩn trương làm việc cũng như là khẩn trương cho cái nền kinh tế mới năm 2020 rất là khó khăn, để xem những cái gì phát triển của Thanh Hóa, và tôi cảm thấy rất là ấn tượng, vô cùng ấn tượng. Và đến ngày hôm nay nữa thì là quý nhà phân phối, quý đại lý có mặt trong ngày hôm nay thì tôi cũng nghe thấy mọi người có nói rằng là thường thì là ở cuối tháng thì ở Thanh Hóa rất là bận. Thực ra thì bởi vì cái chương trình này á, thì tôi cũng xin phép là vì là như vậy cho nên là cũng có một số các đại lý, các nhà phân phối có thể hôm nay chưa đến được, nhưng mà hôm nay cũng đã rất là đông rồi ạ. Thế thì tôi xin được phép là giới thiệu tới quý nhà phân phối, quý đại lý ở tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên, có lẽ là lần đầu tiên trên mạng, trên Internet thì nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi về Thanh Hóa và tôi làm một buổi hội thảo như thế này. Năm 2019-2018, tôi tổ chức tổng số là hơn 40 buổi hội thảo. Từ Lào Cai, Yên Bái, Đà Nẵng, Bình Phước, rồi là Đồng Nai, tôi đi hết rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì Thanh Hóa thì tôi thực sự là hôm nay là rất hạnh phúc vì cái quy mô, cái tầm cỡ của Eurohouse tại Thanh Hóa thực sự đã là một cái điều bất ngờ của Eurohouse trong suốt thời gian qua. Và như quý nhà phối quý vị đã biết đó, thì Eurohouse hiện tại bây giờ có 4 nhãn hiệu trên thị trường. Có lẽ là mọi người có người biết hết, nhưng cũng có người chưa biết. Nhãn hiệu thứ nhất là nhãn hiệu Eurohouse Decor. Nhãn hiệu thứ hai là nhãn hiệu Eurohouse Brico. Nhãn hiệu thứ ba là nhãn hiệu Brico Sinfa. Và nhãn hiệu thứ tư là nhãn hiệu Conham mà quý nhà phân phối và quý đại lý chúng ta vừa mới chúc mừng sự ra mắt. Thực ra là sản phẩm thì đã đến với quý nhà phân phối và quý đại lý cách đây khoảng chừng 3 tháng. Thế nhưng mà tuy nhiên thì đến ngày hôm nay thì tôi cũng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, tôi cũng muốn được nhắc lại nữa là Eurohouse chính thức trong năm 2020 có thêm một sản phẩm mới, có thêm một thương hiệu mới và có thêm một sự lựa chọn mới cho cái thị trường nhôm hệ tại Việt Nam. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi xin phép là không nói về sản phẩm. Sản phẩm tôi sẽ nói vào đoạn sau. Và tôi muốn nói đến một câu chuyện về kinh doanh. Tôi muốn chia sẻ, thực ra đây là một cái sự chia sẻ. Có thể đối với mọi người thì đúng, cũng có thể có một số người thì không đúng với hoàn cảnh của tôi. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi cũng mong muốn truyền đạt một cái thông điệp nhỏ nhỏ một chút của tôi, của cá nhân tôi, bởi vì đây là bài thuyết trình của tôi đến với quý nhà phân phối và quý đại lý. Biết đâu đó thì quý nhà phân phối và quý đại lý sẽ tìm ra được những cái con đường mới, những cái hướng đi mới cho mình, cho tương lai. Đây là một câu nói rất nổi tiếng của một chuyên gia kinh tế, của một chuyên gia kinh tế. Câu nói này như thế này là bạn đứng ở đâu không quan trọng, mà quan trọng là bạn nhìn thấy gì. Dịch nghĩa ra thì nó rất đơn giản và mọi người có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa khác nhau. Nhưng mà tôi nói một cái ví dụ như thế này để mọi người cùng hiểu. Khi mọi người bước chân vào ngành nhôm, mỗi một công ty, mỗi một nhà xưởng thì chúng ta có cái xuất phát điểm khác nhau. Có những người thì buôn bán nhôm từ rất là lâu năm rồi, bây giờ thì cảm thấy là cũng có nhiều công trình và chúng ta chuyển thêm cái phần sản xuất. Đây cũng là một cái xuất phát điểm. Xuất phát điểm thứ hai là có những người thì cũng đi làm thợ rất là nhiều năm. Rất là nhiều năm thì bây giờ chúng ta thôi cũng tự tin vào mình rồi và cũng có một chút vốn liếng. Chúng ta về mạnh dạn thuê mua
mua máy móc trang thiết bị và chúng ta sẽ làm riêng. Thì đấy là những xuất phát điểm, và xuất phát điểm hoàn toàn khác nhau. Có những người thì có nhiều vốn vì là thôi gia đình thì cũng tạo điều kiện vân vân, hoặc là cũng là do tích lũy. Có những người thì thực sự là cũng có khó khăn về vốn. Tuy nhiên thì cái xuất phát điểm nó không thực sự quyết định cái sự thành công của mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta nhìn thấy ở trên các ngành nghề khác, thậm chí là trong ngành nghề của mình, có những người thực sự là sau 1 năm, sau 2 năm người ta thay ra đổi thịt. Nhưng có những người 5 năm, 10 năm vẫn như vậy. Vẫn như vậy. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao họ làm được? Mà có khi là ôi không, cậu kia cậu ấy trước đây cậu cũng về cũng đi làm công nhân như tôi thôi mà. Thế nhưng bây giờ người ta khác rồi. Thế thì tại sao người ta khác? Mọi người đã bao giờ đặt câu hỏi đó chưa? Không phải là để ghen tị, mà vì người ta có cái hướng nhìn khác và người ta định hướng khác. Cho nên là người ta có tìm ra được cái phương pháp để người ta đến được cái sự thành công. Thì đây là cái câu nói kinh điển thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Vậy thì chốt lại là chúng ta phải làm gì? Và có câu nói thứ hai, một câu nói kinh điển thứ hai là gì? Là nếu bạn đang đi theo đám đông thì bạn đang đứng ở đâu? Đấy mới là điều quan trọng. Có nghĩa là như thế này, Việt Nam chúng ta thì tôi không dám nói hết tất cả, nhưng mà cái hiệu ứng đám đông của Việt Nam là rất nhiều. Thế thì có một cái điều là như thế này, tất cả mọi người cùng làm trong một lĩnh vực thì không phải tất cả mọi người đều giàu có và thành công. Nhưng nếu như chúng ta biết cách chúng ta khác biệt, chúng ta tìm ra được hướng đi riêng, cũng giống như là một cuộc thi marathon đó. 1.000 người chạy marathon thì chỉ có 3 người được vinh danh thôi, là nhất, nhì và ba, huy chương vàng, huy chương bạc với huy chương đồng. Chắc là có huy chương khác không có đúng không ạ? Không có, người ta không vinh danh các huy chương khác nữa. Như vậy là gì? Là trong tất cả những cuộc đua hay tất cả cái ngành nghề thì cái số lượng người mà thành công phải là những người xuất sắc và khác biệt. Vậy thì ở đây có nghĩa là nói như thế thì có nghĩa là bây giờ nếu mà truyền đạt hết thế này thì chúng ta sẽ thành công. Không phải thế, tất cả thành công hẳn không phải thế. Mà cái sự thành công ở đây là gì? Là do cái việc chúng ta đặt chúng ta ở đâu và chúng ta nhìn cái thành công của chúng ta như thế nào. Có những người thì thành công ở đây là gì? Là chúng ta muốn thành một tập đoàn lớn trong lĩnh vực này. Có những người thì không, tôi muốn là một doanh nghiệp mạnh tại thị trường, tại tỉnh Thanh Hóa. Vậy thì đấy mới là cái mà chúng ta phải tạo ra sự khác biệt trong những cái đám đông mà chúng ta đang cùng làm đó. Thì cái này nó với cái ngành nhôm hệ hiện tại bây giờ nó có cái gì liên quan không ạ? Tại sao tôi lại chia sẻ câu chuyện này? Vì như thế này, là theo khảo sát của tôi trên 60 đại lý trên toàn quốc, nhà phân phối lớn của tôi trên toàn quốc, và trên thị trường Việt Nam hiện tại bây giờ thì có đến 70% các nhà máy nhôm hiện tại đang đi theo xu hướng sản phẩm nhôm giá rẻ. 25% còn lại đang cố gắng nghiên cứu phát triển và đưa ra những dòng sản phẩm nhôm mới. 5% còn lại dành cho các sản phẩm nhôm cao cấp nhập khẩu. Thực sự, nhập khẩu ở đây là gì? Nhập khẩu ở đây là những cái sản phẩm mà từ châu Âu, tôi không nói đến các cái nước khác nữa, bởi vì các cái sản phẩm kia thì nó cũng chỉ là những cái sản phẩm thông thường như chúng ta thôi, chứ không có cái gì quá đặc biệt để chúng ta coi đó là những sản phẩm cao cấp. Những sản phẩm cao cấp ở đây người ta bán mười mấy triệu một mét vuông cơ mà. Cho nên là chúng ta tại sao nó có 5% như vậy? Vậy thì 70% hệ thống nhà máy nhôm tại Việt Nam đang sản xuất các sản phẩm nhôm giá rẻ. Thì rõ ràng là toàn thể anh em, thậm chí từ các nhà phân phối và các đại lý, chúng ta cũng đang đi theo một xu hướng như vậy.
Bởi vì chúng ta đi theo một cái xu hướng mà người ta đang tạo dựng cho mình là 70%. Và khi mà họ đã rẻ thì họ đấu nhau cũng chắc chắn sẽ là rẻ. Nhà này, hãng này bây giờ là bán từng này, ngày mai bán từng kia. Cứ như thế thôi. Hôm nay không chịu được giá nữa rồi, lỗ nhiều quá rồi thì lại tăng giá lên. Nó cứ theo một cái vòng luẩn quẩn như vậy. Nhưng cuối cùng là gì? Là đối với anh em sản xuất và đối với những người chủ công trình thì chúng ta không được làm chủ theo cái định hướng phát triển của chúng ta, mà chúng ta đi theo một cái xu hướng. Và cái xu hướng đấy ấy, thì cái sức cạnh tranh của chúng ta là vô cùng lớn. Bởi vì cái tư tưởng của chúng ta là gì? Là họ rất rẻ, thì cho nên là chúng ta phải làm rẻ. Và cứ thế kéo nhau đi theo một cái xu hướng như vậy. Thế thì ở đây á, tôi muốn nói đến có 4 cái vòng tròn. 4 cái vòng tròn như thế này. Thứ nhất là mọi người hầu như hiện tại bây giờ đang đi tìm kiếm. Ai cũng vậy. Nhà này bán có rẻ không? Nhung này có rẻ không? Kinh doanh của tôi mà đi chào mọi người, đi giới thiệu sản phẩm mọi người, câu nói đầu tiên, câu hỏi đầu tiên, giá nhôm của em bao nhiêu? 80% là hỏi như vậy. Còn 20% thì bảo thôi anh bận, em cứ để mẫu đấy. Ô thực sự ra là tôi nói thật sự là tôi rất là trân trọng mọi người, rất là trân trọng. Và khi cho nhân viên, cho anh em nhân viên đến giới thiệu, thực ra ấy, là gì? Là tìm ra được một cái cơ hội hợp tác mới. Thế nhưng mà mọi người hay hỏi câu đầu tiên là giá nhôm bao nhiêu. Cái thứ hai là mọi người phải làm thế nào là sử dụng vốn càng ít càng tốt. Tuy nhiên ấy, có nghĩa là bằng các cái cách như là hôm nay mua của nhà này, ngày mai mua của nhà khác, đấy cũng là một cách. Nhưng mà thực ra không có một doanh nghiệp nào lớn và có quy mô mà người ta lại nghĩ đến cái việc đi vay và đi nợ theo kiểu đó. Mà người ta phải định hướng điều tiết trong ngôn ngữ về quản trị, trong ngôn ngữ kế toán người ta có từ cash flow, có nghĩa là gì? Là luân chuyển dòng tiền. Cái việc chúng ta phải làm sao đảm bảo để gì? Sức khỏe của doanh nghiệp mình, của xưởng của mình là gì? Là chúng ta có thể kiểm soát được cái dòng tiền để phục vụ cho nhu cầu. Đợt này thì là trả lương cho nhân viên này, đợt này là chuẩn bị vật tư cho công trình này này, đợt này là phải trả cho nhà phân phối này này. Chúng ta phải tạo ra cái giá trị trong chính nội tại của chúng ta trong cái việc huy động vốn. Thì những cái nhà phân phối người ta sẵn sàng, người ta có cái sự hỗ trợ cho mình. Nhưng mà chúng ta lại đi theo một cái xu hướng thực sự là không phải là một xu hướng phát triển. Thì đấy là cái thứ hai mà tôi muốn nói đến. Cái thứ ba là làm thật dễ. Luôn luôn tìm ra những sản phẩm thôi dễ lắm. Tôi nói ví dụ, một cái ví dụ rất đơn giản như thế này. 90% thợ sản xuất hệ 5 năm vắt cảnh thì hầu như sử dụng cái cửa trượt ấy, cửa trượt ấy, cửa trượt 3 cây ấy. Thì 90% là sử dụng cái sò cài, đúng không ạ? Đúng không ạ? 90%, có lẽ là còn cao hơn. Nhưng mọi người lại không bao giờ nghĩ đến cái việc là mọi người hãy nâng cấp cái sản phẩm mình lên một cách có giá trị. Đồng ý rằng là cái sản phẩm cái kia nó dễ làm là một này, nó quá rẻ là hai này. Nhưng mà thực ra ai cũng làm được cái đấy thì có lẽ nó không có cái sự khác biệt nào cả. Nhưng mà có ai làm chốt sập không ạ? Làm chốt sập thì chắc chắn một điều rằng là nhà này mà sang nhìn nhà kia, người ta sẽ bảo là không, đây là một sản phẩm cao cấp, nó phải làm như thế này, ví dụ như vậy. Thì mọi người luôn luôn tìm ra những cái gì nó nhàn nhất, nhanh nhất, dễ nhất để làm. Có đúng không ạ? Tư tưởng mà. Cái thứ tư là lợi nhuận thật cao. Cái này là tôi phân tích như thế này. Khi ký hợp đồng thì nói rất nhiều thứ, thôi em sẽ làm cho anh chị yên tâm cho đến khi nào mà. Nhưng thu tiền thì rất khó. Có thể khó một phần vì khách hàng, nhưng phần còn lại chúng ta phải nhìn lại mình thực sự luôn. Khi ta ký hợp đồng thì chúng ta thôi thì chúng ta là
là ký như vậy, là nói thì phải nói hay, nhưng khi làm, tôi cũng làm nghề đến đây là khoảng 13 năm thôi. Nhưng nguyên tắc của tôi là gì? Là khách hàng đã tin thì chúng ta hãy dành cái niềm tin đấy cao hơn. Thực ra tôi có thể giảm vài triệu, giảm thực sự vài triệu luôn cho một công trình để tôi nâng cấp cái phụ kiện tốt lên, hay là tôi mua cái sản phẩm nhôm nó cao hơn một chút, nó yên tâm hơn. Thì khi mà khách hàng người ta nhận được cái sản phẩm mà cao hơn cái giá trị mà người ta tự làm, người ta nghĩ đến, thì cái việc người ta thanh toán cho mình cũng là điều bình thường. Tôi dám khẳng định luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là nhu cầu của người mua là người ta mua sự hài lòng. Người ta mua sự hài lòng chứ không phải là người ta mua một cái sản phẩm đâu anh chị ạ. Anh chị, tất cả mọi thứ đều tạo ra sự hài lòng. Tất cả mọi thứ muốn bán cho người tiêu dùng đều phải bán được sự hài lòng. Và các anh chị bán được càng nhiều cái sự hài lòng thì các anh chị càng kiếm được nhiều tiền. Đấy mới là giá trị. Đấy mới là giá trị thực sự. Thế thì bốn cái yếu tố này: mua nhôm giá thật rẻ, lợi dụng vốn thật nhiều, làm thì thật dễ dàng vào, và làm sao kiếm lợi nhuận thật cao. Xin lỗi các anh chị, bốn yếu tố này cộng lại không bao giờ chúng ta tạo ra được cái giá trị của mình. Người ta nói một câu, nếu nói đúng một câu, người ta gọi là ăn sổi. Nhưng mà có lẽ chưa chắc đã ăn được cơ. Thì tôi hy vọng rằng là mọi người hãy thay đổi. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây là cái khảo sát của tôi ở trên thị trường. Cái sản khảo sát ở trên thị trường thì tôi phân tích thêm một chút về cái vấn đề nhôm hàng cao cấp và trung cấp và hàng nhôm giá rẻ. Thôi thì tôi đang đứng ở cái phần, tôi cứ tự nhận tôi đứng ở cái phần này đi. Nhưng mà hôm nay á, tôi muốn có một cái sự công bằng, cho nên là tôi chia sẻ cái sự công bằng thực sự. Thứ nhất là khi mà anh chị đã đứng ở trên đôi chân của mình bằng những sản phẩm có uy tín và có chất lượng, thì mặc nhiên cái tư tưởng của anh chị đang đứng ở một khía cạnh khác, và cái nhóm mà cạnh tranh với mình ấy cũng khác. Khi anh chị làm nhôm giá rẻ, các sản phẩm giá rẻ, thì cái đối tượng cạnh tranh của anh chị là những người như vậy. Thế thì 70% những nhà máy đang tạo ra những sản phẩm như vậy thì rõ ràng là cái sự cạnh tranh của chúng ta là vô cùng lớn. Cái thứ hai là tôi nói thật là như thế này, Eurohouse là một trong những cái đơn vị mà nghiên cứu phát triển đến bây giờ được đánh giá là có những cái đột phá trong ngành nhôm, thậm chí là còn tạo ra những cái xu hướng. Thế nhưng bây giờ mọi người thấy đấy, sau một năm tôi ra sản phẩm khung liền phào và cánh to bản rộng, thì bây giờ thì anh nào cũng học. Có những anh thì xin phép, nói thật phải nói từ xin phép mới là đúng, còn có những anh thì thôi lờ đi cứ làm như đúng rồi luôn. Thực ra cái đấy tôi cũng chia sẻ với nhau, tôi nhắn tin cho có những người ở tầm cỡ cũng phải là rất lớn, nhà máy rất lớn, tôi chỉ nói một câu như thế này: thôi thì cái sản phẩm này thực sự hữu dụng đối với người tiêu dùng, thì em nghĩ rằng cái sự chia sẻ cũng là nên, em cũng không giữ lại cho riêng mình. Nhưng việc bán được nó hay không lại là câu chuyện khác. Vậy thì chúng ta từ những cái việc như vậy, tôi xin rút ra một điều rằng là chúng ta hãy thay đổi tầm nhìn của mình và định vị lại mình như thế nào. Ngày mai có người thì nhận hết từ mái tôn, inox, sắt thép, vân vân các thứ các kiểu, vân vân trên đời. Có những người thì chuyên sâu cái việc nọ việc kia ABC, có thể chuyên sâu về Eurohouse, cũng có thể Eurohouse chỉ là một phần trong đó. Nhưng hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với mọi người là ngày mai
mọi người hãy dành 30 phút đi uống cà phê. Nhưng không phải uống cà phê vô ích, mà hãy nghĩ lại và định hướng lại con đường của mình. Mà thay đổi ở đây một cách đơn giản nhất, mọi người hãy thay đổi là gì? Là thay đổi chính thương hiệu của bản thân mình. Thay đổi thương hiệu bản thân mình cũng như là thay đổi cái thương hiệu của doanh nghiệp mình. Thay đổi ở đây không có nghĩa là rằng là gì, là ngày mai tôi tên này, ngày mai tôi tên khác, không phải thế. Mà chúng ta thay đổi cái cốt lõi, thay đổi cái định hướng sản phẩm của mình một cách kỹ càng hơn, hợp lý hơn, để chúng ta có những cái bước đi vững chắc. Tư duy mọi người thay đổi. Cái này nó như thế này này, là cái sản phẩm Vân Gỗ Cẩm Lai của chúng tôi ra mắt. Về giá thành sản phẩm Vân Gỗ Cẩm Lai hiện tại bây giờ, đối với các sản phẩm nhôm của các nhà máy nhôm tại Việt Nam, tôi được nói một câu là đắt nhất. Tôi nói luôn là đắt nhất. Tuy nhiên thì hiện tại dòng Vân Gỗ Cẩm Lai là một trong những sản phẩm mà bán chạy nhất của Eurohouse trong tháng 5 và tháng 6, ngay từ khi ra mắt. Tôi chưa bao giờ biếu ai, tặng ai một cái mẫu Vân Gỗ Cẩm Lai nào cả. Eurohouse chưa bao giờ tặng ai, biếu ai một cái mẫu nào. Bản thân tôi không có cái ngôn ngữ đó. Vậy thì tại sao tôi thì phải có mẫu thì tôi mới bán được? Không, tôi có bán mẫu. Tôi nói luôn là tôi có bán mẫu. Bởi vì tôi muốn thay đổi cái tư duy của những người mong muốn thay đổi. Còn khi mà người ta nghĩ là nhôm đầy cái kìa, hãng này người ta đưa cho mấy chục mẫu này, hãng này người ta đưa mấy chục mẫu này, tôi còn chả thèm. Không, thôi, thế thì mời các anh cứ đi theo cái hướng đó. Và tôi muốn tìm ra. Và cái thử nghiệm của tôi trong vòng từ tháng 3 và tháng 4 thì tôi bán được 500 mẫu trên toàn quốc. 500 bộ mẫu trên toàn quốc. Thực ra không bằng cái giá tôi bán thì nó cũng rất là thấp thôi, không đủ cái chi phí để làm đâu, nói thật sự. Nhưng có nghĩa là gì? Là tôi nhận thấy rằng có 500 các cái xưởng sản xuất và các cái đơn vị gia công, họ mong muốn tìm những sản phẩm khác biệt. Và cuối cùng thì đến khi hết dịch, là ngày đến khi mà dịch qua đi là đến tháng 5 đó, thì thật sự là sản phẩm đấy là chúng tôi còn không kịp sản xuất. Thế thì đấy là một trong những cái tạo ra sự khác biệt. Chứ còn nếu như mà bây giờ mà cứ giống nhau hết thì chắc chẳng có gì để nói, đúng không ạ? Và hôm qua tôi cũng có nghe câu chuyện của nhà chị Hạnh. Tôi nghe câu chuyện như thế này. Thì hôm nay tôi được phép chia sẻ, có được không ạ? Chia sẻ nhá, chia sẻ cho mọi người một chút được không ạ? Là chị đi chào một cái nhà này. Chị chào đầu tiên là chị chào cái cửa thủy lực Côn Ham đó bằng cái màu Vân Gỗ Cẩm Lai thì khách hàng, đúng không chị? Thì khách hàng ok ngay rồi. Khách hàng ok, nhưng mà nó đắt quá thì chắc là tôi băn khoăn. Thế thì chuyển sang là khách hàng mới bảo là thôi về làm cái xích pha. Thế thôi cũng bảo gọi điện cho anh Thắng. Anh Thắng ơi, tình hình là khách hàng nó không làm được, cái giá nó cao quá. Làm cái cửa bốn cánh xích pha thôi. Thế anh Thắng anh mới gọi điện bảo là em ơi, em mạnh dạn đi. Em cầm cái màu Vân Gỗ hệ 55 đi. Thực ra là chị Hạnh là không biết là hệ 55 Cẩm Lai là có màu Cẩm Lai, đúng không ạ? Thực ra thì đáng nhẽ ra là không có đâu. Đáng nhẽ ra là không có. Thế nhưng mà vì khi mà tôi đi giới thiệu cái sản phẩm cửa thủy lực màu Vân Gỗ Cẩm Lai đó, thì mọi người bảo là anh cứ áp dụng vào đi, đắt em cũng mua. Thế tôi thử làm thử thật. Mà làm thử tôi cũng mất mấy tỷ đấy. Thử thôi mà. Thử thì bây giờ tốn kho nó mất mấy tỷ, mà bây giờ không bán được thì làm sao? Thế thì chị Hạnh chị mới quay lại. Chị cầm cái mẫu Vân Gỗ Cẩm Lai, chị quay lại chị bảo là đây em có cái mẫu này,
làm hệ 55 màu vân gỗ Cẩm Lan thì anh có làm không? Thì khách hàng người ta đồng ý ngay lập tức và ký hợp đồng luôn. Thì chị Hạnh, chị lấy cái đơn hàng đấy có hình như nó cũng gần tấn hay sao nhỉ chị nhỉ? Kinh khủng quá. Nói chung là làm một công trình mà tấn nhôm mà màu hàng đắt tiền như vậy thì cũng là cũng phải là rất là nể chị. Chắc ở đây cũng nhiều người mơ ước đấy. Thế thì chúng ta phải thay đổi tư duy. Có nghĩa là gì? Là đấy, chúng ta hãy thay đổi ngay từ cái việc là chúng ta hay đặt địa vị của chúng ta vào khách hàng, nhưng bản thân chúng ta lại không có nhu cầu. Cái câu nói này như thế này nó rất là kinh điển, là như thế này: các anh là người đi bán hàng, đáng nhẽ các anh phải là người hiểu khách hàng, đúng không ạ? Nhưng nếu như các anh mà xây nhà từ đầu năm và các anh làm cửa mà các anh đi tư vấn thì tôi dám khẳng định là các anh sẽ hiểu khách hàng hơn. Nhưng vì chúng ta làm cửa nhưng chúng ta lại không làm cho mình và chưa bao giờ đặt tư tưởng là gì? Là mình là người tiêu dùng thì mình sẽ suy nghĩ như thế nào? Có khi ấy, các anh làm nhà, các anh lại bảo là thôi chọn cái nhôm tốt tốt chút để làm. Khách người ta cũng vậy. Khách người ta cũng vậy. Thì chúng ta hay đặt sai địa vị và chúng ta hay suy nghĩ hộ khách hàng là ui, cái thị trường này nó toàn mua giá rẻ thôi. Tôi cũng rất chủ quan. Bản thân tôi cũng chủ quan. Tôi cũng nghĩ như các anh. Và một cái sai lầm xảy ra là vừa qua như thế này. Tôi nghĩ rằng là màu phân gỗ đắt tiền như thế này thì nó thật sự là phải đến những cái nơi mà nó phải giàu có. Thế là tôi cho tập trung anh em cán bộ thị trường là phát triển tại tỉnh tại Hải Phòng, Quảng Ninh. Hải Phòng và Quảng Ninh. Thì đúng là Hải Phòng và Quảng Ninh là bán rất tốt màu vân gỗ đó. Nhưng mà tuy nhiên ấy thì tôi thấy bất ngờ ở cái điểm như thế này. Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên. Nói chung là thuộc dạng là tỉnh cũng không phải là giàu có lắm, cũng không phải là gọi là ăn chơi lắm, thì lại là một trong các tỉnh Hải Dương có những đại lý của tôi là ký một phát được 13 nhà. Cái này nếu mà anh chị mà không tin thì có thể là yêu cầu phòng thị trường của Eurohouse chứng minh cái việc đó, chứng minh được. Thì ba cái thị trường mà tôi không tin nhất là Bắc Ninh, Bắc Giang với lại Hưng Yên, nghèo như thế. Nói chung là nghèo thì cũng nói là thôi, bây giờ đất nước chúng ta thì đâu cũng gọi là phát triển lên rồi, nói là nghèo hơn thì cũng không phải. Nhưng mà tuy nhiên thì cái tư tưởng về tiêu dùng ấy nó cũng chưa. Nhưng đấy, tôi cũng phải thay đổi. Bản thân tôi cũng phải thay đổi. Thì tôi cũng mong muốn mọi người thay đổi. Thay đổi thì để thành công. Và chúng ta hãy thay đổi ngay tư duy của chính mình bằng việc chúng ta xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình, xây dựng cái thương hiệu của doanh nghiệp mình. Người ta biết đến nhà, ví dụ như người ta biết đến nhà Long Hạnh chẳng hạn, ví dụ thế, là một trong những đơn vị sản xuất rất lớn và sản xuất những sản phẩm cao cấp. Anh chị có thể làm đến 30 Tết. Tôi nói một cái ví dụ như vậy. Đó là thương hiệu của bản thân. Đó là một thương hiệu của bản thân đấy. Chứ không phải là cái việc cao sang gì đâu. Thế nhưng mà chúng ta ở đây cái nhàng, có việc thì làm, không có việc thôi. Nhưng mà chúng ta chưa tạo ra được cái giá trị của riêng chúng ta thì khó để chúng ta định vị được. Có những người ta có nhiều việc mà có những người thì chả có tí việc nào cả. Đó. Thế thì chúng ta hãy như thế. Khi mà chúng ta thay đổi cái tư duy ấy, thì cái nhóm đối tượng khách hàng của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo. Chúng ta thay đổi cái tầm nhìn ấy, thì cái nhóm đối tượng khách hàng cũng sẽ thay đổi theo. Nó hay ở cái đấy đó. Hay ở cái đấy. Rồi. Tôi chỉ xin phép chia sẻ về phần gọi là đây là cái bên ngoài một chút. Còn bây giờ thì xin phép được
tiếp tục với Eurohouse. Thì mọi người phải biết Eurohouse thì mới biết là Eurohouse có cái gì hay chứ, đúng không ạ? Hay cũng chỉ tôi cũng thấy rằng là cái này là cái lỗi của tôi, thì các nhà phân phối cũng chưa thực sự là hiểu hết được, biết hết được những sản phẩm của Eurohouse. Thì tôi cũng mong muốn rằng là trong buổi ngày hôm nay thì có lẽ là chắc khoảng 30 phút nữa được không ạ? Mọi người có thấy sốt ruột không ạ? Thế thì xin phép được nói tiếp nhé, chia sẻ. Đây là Eurohouse, sáng tạo và giá trị của Eurohouse. Năm 2018, tại hội nghị đầu tiên của Eurohouse, chúng tôi giới thiệu ra một sản phẩm. Đó là khung liền phào bản 110 và cánh bản rộng 118. Nhưng nếu mà đưa ra một sản phẩm như vậy thì cũng bình thường thôi. Có lẽ là cũng một vài người cũng nghĩ ra nó, có lẽ là như vậy. Nhưng chúng tôi không chỉ tạo ra sản phẩm mà chúng tôi còn tạo ra phương pháp bán hàng cho sản phẩm. Đấy là điều mà Eurohouse không thể chia sẻ cho các nhà máy khác được. Và họ cũng chỉ biết đến cái việc là Eurohouse có một sản phẩm bán được nhiều, đúng không ạ? Nhưng họ không hiểu được là bản thân khi chúng tôi xây dựng ra một sản phẩm, chúng tôi đều tạo ra một cái phân khúc và tạo ra một cái phương pháp bán hàng cho sản phẩm đó. Vậy thì phương pháp bán hàng sản phẩm đó như thế nào? Thì trước tiên thì ở đây, trước khi mà đi vào cái phần phương pháp bán hàng đó thì tôi muốn chia sẻ cho mọi người một chút về kiến thức của ngành nhôm. Về kiến thức của ngành nhôm, ở đây thì cũng có những nhà phân phối là rất lâu năm rồi trong ngành, rất lâu năm trong ngành, cho nên là cái việc chia sẻ này tôi nghĩ rằng là thiết thực. Xin phép các nhà phân phối, cái này phải xin phép các nhà phân phối thực sự luôn, để giải thích cho những người tiêu dùng và giải thích cho các đại lý, các xưởng sản xuất hiểu được cái giá trị của sản phẩm mình đang mua. Có nghĩa là gì? Là chúng ta đang mua đúng giá trị thật của nó. Thì nhôm hệ nói chung thì bao gồm có ba cái, được tạo ra bằng ba cái sản phẩm chính, nguyên vật liệu chính. Cái thứ nhất là nhôm. Thứ nhất là nhôm. Vậy thì cái nhôm này là gì? Người ta nói rằng là hợp chất nhôm 6063T5. Tôi giải thích cho mọi người ba từ. Một là hợp chất, hai là 6063, và ba là T5 và T6 là gì? Được không ạ? Thứ nhất là đã gọi là hợp chất nhôm thì tỷ lệ nhôm và tỷ lệ các sản phẩm, các cái hoạt chất khác là phải có, chứ không phải là nhôm 100%. Nhưng tiêu chuẩn 6063, đấy, mọi người nên nhớ có từ 6063, là tiêu chuẩn JIT của Nhật Bản. Và tiêu chuẩn này yêu cầu là bắt buộc nhôm phải đảm bảo từ 98,5% trở lên. Đó là cái tiêu chuẩn 6063. Mọi người nhớ, mọi người nhớ cho em ạ. Thì có những sản phẩm nhôm hiện tại trên thị trường không đạt được cái đó. Đấy là cái điều đầu tiên. Có nghĩa là đi mà kiểm tra, đi mà qua test đó, là không đạt được cái tiêu chuẩn đó. Và có khi là tỷ lệ nhôm là có khi chỉ đạt tầm khoảng độ 90 đến 95% thôi. Cái thứ hai là T5, T6 hay T7. Thực ra cái T5, T6, T7 á, tiêu chuẩn của các sản phẩm dùng cho sản xuất cửa là tiêu chuẩn T5. Vậy T5 là gì? T5 là độ cứng của nhôm. Độ cứng của nhôm không phải quyết định bằng cái tiêu chuẩn 6063 T5 6063, mà độ cứng của nhôm phụ thuộc vào phương pháp làm. Thông thường đối với quy chuẩn
của quốc tế thì T5 là dành cho sản xuất cửa, dành cho sản xuất dân dụng. Còn T6 và T7 là dành cho kết cấu. Vậy thì cái T6, T7 đó thì người ta quy đổi ra cái gì? Là quy đổi ra là cái lực, đấy là lực lực kéo. Độ cứng thông thường thì đối với T5 nó đạt từ 75 cho đến 80. À. Còn thông thường ấy, tất cả những sản phẩm nhôm khi đã đạt 606A rồi và làm đúng thì thông thường là nó đạt lên khoảng độ 84, có nghĩa là nó lên đến tận T6. Thế nhưng mà cũng không nhất thiết là chúng ta phải đưa cái T6 vào đấy để làm gì cả. Bởi vì cái đấy nó không có giá trị gì đối với chúng ta cả. Tiêu chuẩn đấy nó không phải là tiêu chuẩn để chúng ta làm gì cả. Cũng chả cứng hơn và cũng chả làm cho cái sản phẩm nó tốt hơn được. Đấy là cái thứ nhất. Thì có thể các anh chị đi qua test cái sản phẩm nhôm của Roho cũng có thể đạt được độ cứng T7, T6 hoặc T7. Bởi vì thông thường là cái giải quy định của tôi có 75 đến 80, mà trong khi đó các cái qua test của Euro từ trước đến nay toàn đạt 84. Toàn đạt 84 là rất cao. Cái thứ hai là công nghệ sản xuất. Công nghệ sản xuất. Công nghệ sản xuất ở đây là gì? Là chúng ta có các loại dây chuyền sản xuất, ví dụ như là phủ phim, vân gỗ, hay là chúng ta sơn tĩnh điện. Sơn tĩnh điện thì có hai loại, đứng hay nằm, vâng, đúng không ạ? Và cái công nghệ hóa chất để sử dụng trong cái việc làm sạch và tạo ra cái độ bám dính của sơn trước khi mà phủ sơn tĩnh điện, thì đấy là công nghệ. Thế thì ở đây tất cả các sản phẩm của Eurohome đều sử dụng sơn của hãng sơn Akazon Nobel Hà Lan. Đây là một cái điều rất là đặc biệt, vì như thế này, đối với tất cả các hãng sơn trên thị trường Việt Nam ấy, thì chúng ta có những các sơn nội địa là Đại Phú này, Silac này, đó. Có những cái hãng sơn nước ngoài, ví dụ như là có hai hãng là Akazon Nobel và Jotun. Akazon Nobel là hãng mẹ của hãng sơn tường Dulac đó. Họ chuyên về cái lĩnh vực sơn. Thì đối với sản phẩm màu cà phê của Eurohome, tôi nói màu cà phê của Eurohome, so sánh với màu cà phê của đơn vị khác, ví dụ như là người ta sử dụng sơn Đông Tai của Trung Quốc, thì sơn Đông Tai của Trung Quốc hiện tại bây giờ đang nhập về với mức giá đâu đó khoảng trên 60.000, 65.000, 68.000 gì đó. Thì sản phẩm hiện tại của Eurohome đang sử dụng đối với sơn Akazon Nobel này với mức giá mua về là 112.000 đồng một kg. Có nghĩa là gì? Nếu tính là 5% về giá thành nhôm thì hiện tại nhôm Eurohome đang phải chịu mức giá cao hơn các hãng khác là đâu đó khoảng 3.000 đến 3.500 đồng vì cái sơn này. Vì cái sơn này. Cái thứ hai là phôi nhôm. Phôi thì chúng ta có hai dòng phôi. Một là phôi nhập khẩu, hai là phôi nội địa trong nước. Mọi người hiện tại bây giờ đang bán cái DC của mình bao tiền một kg ạ? 30.000. Vâng, 30.000. 30.000, đợt tới là chuẩn bị tăng anh ạ. Anh cứ để lại tí. 30.000 một kg đúng không ạ? Thế thì mọi người hãy... Thế thì người ta mua về làm gì hả anh? Đúng rồi, người ta mua về phần nhiều là để làm lại thành các cái billet như thế này. Vậy nó có hai cái lợi điểm cho họ. Một là họ mua của anh có trả người ta VAT không đấy? Thế là không được rồi nhá, anh phải trả người ta VAT. Người ta mua về người ta không mất tiền VAT đúng không anh? Đúng không ạ? Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là chi phí gia công để ra cái billet này. Đương nhiên là tạp chất vân vân các thứ để người ta tạo ra cái billet, người ta lại đủ tiếp nhôm.
thì như vậy thì trung bình là người ta chỉ mất có 38.000 đến 40.000. Tôi cứ cho là 42.000 đi. Một kg cái billet như thế này. Trong khi đó bây giờ mọi người mở luôn cái trang LME đó. Cái trang LME là cái trang về nhôm nhập khẩu đó. Thì tỷ giá nhôm hiện tại ngày hôm nay là khoảng 1.600 đô trên một tấn. 1.600 đô trên một tấn. 1.600 đô thì nhân ra là nhân với 24. Nhân với lại 1.03 có nghĩa là phải thuê đơn vị nhập khẩu. Và đặc biệt hơn nữa là đối với phôi nhập khẩu chúng ta phải mất thuế VAT. Phải mất thuế nhập khẩu 10%, xin lỗi, thuế nhập khẩu. Như vậy là gì? Là nếu như sử dụng phôi nhập khẩu thì giá thành hiện tại bây giờ khi về tới Việt Nam nó phải rơi vào tầm khoảng 55 đến 58 nghìn đồng một cân. Chưa kể chi phí sơn và đùn ép. Vậy thì đối với một ông mà 38 đến 42 nghìn và một ông 50 mấy nghìn, mà trong khi đó giá nhôm của Eurohouse với giá nhôm của các đơn vị khác thông thường cùng một cái sản phẩm gần giống nhau và chất lượng thì khác nhau á, thì nó chênh lệch nhau đâu đó khoảng độ 3.000 đến 4.000 đồng. Vậy thì anh chị đang mua Eurohouse với giá thực và rẻ. Còn nếu anh chị mua các sản phẩm kia mà rẻ thì chưa chắc đã là rẻ rồi. Đấy là cái sự chia sẻ của tôi để cho anh chị hiểu. Các anh chị muốn hiểu, các anh chị muốn mà kiểm chứng lại đó, thì về các anh chị mở cái trang LME ra, các anh chị nhân thử, các anh chị sẽ tính toán được nó. Cái này rất công khai. Và tôi cũng mong muốn là gì? Là khi một sản phẩm mà đúng với giá trị thực của nó thì chúng ta sẽ cảm thấy tự tin và chúng ta cảm thấy tự hào khi chúng ta làm đúng. Thì đây là ba cái sản phẩm năm 2018. Như vừa rồi tôi nói đó, nó cũng khá là đơn giản thôi. Ba cái sản phẩm nó cũng khá là đơn giản thôi. Tuy nhiên thì giải pháp bán hàng của nó mới là điều quan trọng. Chỉ có ba sản phẩm này thôi mà Eurohouse đã tạo ra một cuộc chơi hoàn toàn khác trong hệ 55 tại Việt Nam năm 2018 và năm 2019 cho đến năm 2020. Bây giờ đi đâu cũng phải có là hãng nào mà không có khung liền phào bây giờ không bán được. Mà có khung liền phào thì cũng chưa chắc đã bán được bởi vì không biết bán như thế nào. Vậy thì Eurohouse bán hàng như thế nào chắc mọi người sẽ hiểu. Chúng tôi tạo ra các phân hệ khác nhau cho hệ cửa đi. Đóng gói cái sản phẩm đó lại. Sử dụng cái phương pháp là đóng gói các sản phẩm lại, lựa chọn để tạo ra một cái tiêu chuẩn khác. Và chúng ta sẽ có những cái combo sản phẩm chúng ta đi bán hàng. Có đúng không ạ? Đấy mới là cái việc chúng ta cần phải làm. Chứ còn việc chúng ta hôm nay đây bán 1.4 triệu, ngày mai bán 1.3 triệu, vân vân, cái đó nó bình thường lắm. Nhưng nếu như trong một ngôi nhà chúng ta đưa ra nhiều phân hệ sản phẩm thì có lẽ khách hàng chỉ quan tâm đến cái phân hệ giá rẻ nhất mà thôi. Đầu tiên là phân hệ sản phẩm deco. Có nghĩa là gì? Đây là cửa đi nhé. Phân hệ cửa đi nhé. Deco có nghĩa là chúng ta dùng là khung hệ 55 bình thường thôi. Cánh là bản 91 phân và vẫn là cắt chéo 4 góc, đúng không ạ? Thì bản này là bản deco. Rồi là cửa sổ cũng như vậy, là cánh 55 và là cánh thì là 76 và khung thì 55. Thì đấy là hệ deco. Và hệ deco thì tôi khuyến cáo mọi người ứng dụng, tư vấn cho khách hàng là sử dụng cho cửa sổ, sử dụng cho nhà vệ sinh cho nó tiết kiệm, đúng không ạ? Cái đấy mọi người bán rẻ đi một tí cũng không sao ạ. Hệ thứ hai là hệ slim to. Hệ slim to có nghĩa là gì? Là chúng ta sẽ sử dụng khung liền phào, vẫn là sử dụng cánh cửa đi bản 91 mm, nhưng chúng ta hãy sử dụng cái cây cánh bản 118 làm cây chân cánh ghép vuông như sinh phản. Chúng ta tạo ra một cái hệ cửa đi mới. Và từ cái hệ đề co sang cái hệ slim này, chúng ta tăng lên 100 ngàn. Chúng tôi tính toán rồi,
Tiếp theo là hệ Optimal One, là chúng ta dùng khung liền phào cánh to bản rộng 118. Đây là bản to cao nhất, đúng không ạ? Thế thì mỗi một hệ này chúng ta chênh lên 100.000. Thứ nhất là để khách hàng người ta lựa chọn. Ví dụ như là cái hệ Optimal One là dùng cho cửa mặt tiền, hệ Slim 2 là dùng cho cửa thông phòng, và hệ Decor là dùng cho cửa sổ rồi cửa nhà vệ sinh. Thế thì rõ ràng là một cái hệ 55 bây giờ chúng ta đang làm ấy, thì chúng ta đã phân khúc hoàn toàn khác nó rồi. Đây mới là cái giá trị mà Eurohouse đem lại cho mọi người. Đương nhiên là chúng tôi đã mất chất xám để chúng tôi nghiên cứu ra sản phẩm. Thì đến giờ này chúng tôi ra thêm 3 phân hệ nữa. Thứ nhất là phân hệ hàng Brico. Hàng Brico là gì? Hàng Brico, có người nói rằng là tại sao anh không giảm cái độ dày của hệ Deco xuống. Khi mà tôi ra cái hệ Brico, thế thì đúng thật sự là nếu như mà bây giờ mà tôi nghe cái câu nói đó thì có lẽ là tôi đã sai lầm rất lớn. Vì sao? Vì bây giờ mọi người còn đi tìm cái sản phẩm đúng dày 1.2 đến 1.3 để mọi người mua. Và rất nhiều hãng đó, đi theo cái xu hướng là giảm cái độ dày xuống. Và đến bây giờ thì có lẽ là cái phương án này không thành công. Thì chính vì lý do đó mới có hệ Brico. Thì hệ Brico là hệ mà chúng tôi được nói là hệ tiết kiệm. Hệ tiết kiệm, hay chúng ta có thể nói nôm na một câu là hệ đấy được gọi là hệ 50 cũng được, cho nó dễ. Hệ 50 có nghĩa là gì? Là khung của hệ Deco kia thì nó là 55. Hệ 1.2 là 55, thì thằng này là nó co nhả, co thấp lại thôi. Còn nó tất cả mọi thứ nó đều giống nhau hết. Thì nó còn xuống 50. Bản cánh điều chỉnh xuống là cánh cửa đi là 8.6, cánh cửa sổ là 6.8. Thì đừng coi cái sản phẩm Brico này để đi cạnh tranh với những cái hãng, cạnh tranh với những cái sản phẩm 1 ly mà bản to. Chúng ta không làm như vậy. Hệ Brico này tôi mong muốn nó là hệ thay thế cho các sản phẩm, ví dụ như là các cái sản phẩm hệ cũ trước đây như Việt Pháp. Nó phải là nằm ở đó. Chứ đừng có lấy cái thằng này xong lại đi so sánh, không, như cái cánh kia nó to quá, nó to hơn mình. Không, to hơn thì hãy lấy cái hệ này đi đánh. Đắt hơn một tí, kể cả nó đắt hơn 100.000, hơn 200.000, nhưng chắc chắn một điều rằng là độ dày của chúng ta đảm bảo này. Đó. Màu sắc của chúng ta đẹp này, chất lượng nhôm tốt này. Không có cớ gì khách hàng không dám bỏ ra 100.000 để hơn đối với cả sản phẩm khác. Còn cái hệ Brico này chúng ta hãy coi nó là một sản phẩm hoàn toàn khác. Và cái nhóm đối tượng của mình là hoàn toàn khác. Cho bà con ở xa hơn một chút tiếp cận với sản phẩm này, cùng một chất liệu nhôm như vậy, cùng một tiêu chuẩn như vậy, mà bà con được sử dụng cái sản phẩm này mà làm, nói thật sự nhé, bán ở quê đó, bán cho bà con ở quê người ta ít tiền nhưng mà thật sự là mình không sợ mất vốn đâu. Thì chúng ta hãy lấy nó để làm, còn hơn là cái việc chúng ta hãy cứ màu mè làm to ra nhưng mà nó mỏng đi để chúng ta đi cạnh tranh. Thay đổi lại cái tư duy đó. Thì đấy là hệ Brico. Đây là một số những cái hình ảnh. Nếu ví dụ cửa sổ chỉ cần như vậy thôi. Đó. Đây là hệ Slim 2, có nghĩa là gì? Là cái chân cánh chúng ta ghép vuông, tận dụng luôn cái cây cánh mà khi chúng ta làm cái bộ cửa Optima ấy. Đó. Khi mọi người nên nhớ nhé, cái này rất hay ở cái điểm như thế này này. Mọi người khuyến mại cho khách cũng được, không quá quan trọng đâu. Vì như thế này, khi làm một bộ cửa cánh to 4 cánh rồi, chúng ta còn dư khoảng độ 60 phân, có phải không ạ? Dư 60 phân, nếu chúng ta cắt chéo thì chúng ta vứt đi. Nhưng nếu chúng ta để vào phay đố thì 60 phân cộng với 91 hai bên nữa là chúng ta làm được cánh khoảng 80 phân rồi, 70 phân rồi.
Thế thì hoàn toàn chúng ta tận dụng được DC của nó, đừng vứt đi, để gọi lại hôm nào vui vui, bác ơi con biếu bác, con làm riêng cho bác cái cửa này, khác biệt hoàn toàn đó. Cái giá trị của mình nó như vậy, khách hàng người ta thích quá. Nhưng mà thực ra cái bản 91 chúng ta chỉ mất mỗi một đoạn chân cánh này, nó dày hơn một xíu thôi mà, chứ chúng ta có mất quá nhiều nhôm đâu để mà tôi so đo lại. Thôi cháu, cái này cháu phải tính cho bác từng này. Nhiều khi chúng ta làm như vậy đi đó. Chịu thiệt một chút, nhưng mà khách hàng bao giờ cũng thế mà. Đi bán hàng thế, đừng bao giờ đưa cái lưỡi dao cho khách. Cứ động một tí là tiền, bác ơi cái này phải tiền nhé, cái này là phải tiền đấy, không cái này phải tính thêm tiền đấy, cháu không làm thêm đâu. Hãy đưa cái chuôi dao cho khách. Đưa con dao thì phải đưa cái chuôi dao. Vác dao đến nhà cứ đưa cái lưỡi dao, người ta sợ bỏ sừ được thì làm sao, ai người ta dám làm gì nữa, đúng không ạ? Ôi yên tâm đi, cái này em làm hộ em giúp cũng được mà, có ai làm giúp ai cái gì đâu, khổ lắm, đi ăn cỗ còn chả giúp. Đây là hệ Optima One. Cái đây là cái cửa thật ở cái showroom ở 51 Nguyễn Xiển của công ty, là văn phòng của tập đoàn BBT, là văn phòng của tập đoàn của Eurohome. Thì đây là khung bản to, cánh bản rộng đó. Và năm 2020, cái này là chắc chưa quá. Năm 2020 thì tiện thể ở đây thì tôi cũng chia sẻ với mọi người một chút, là chắc là mọi người biết hết cái hệ cửa trượt của Eurohome rồi đúng không ạ? Hệ cửa trượt 55 của Eurohome rồi đúng không ạ? Mọi người biết hết đúng không ạ? Có một số sản xuất chưa biết đúng không ạ? Eurohome thay đổi toàn bộ sản phẩm cửa trượt. Thay đổi toàn bộ luôn. Không giữ lại bất cứ một cái gì của cái hệ cũ cả. Nhưng vẫn là hệ gọi là hệ 3 cây ấy, hay là hệ 4 cây cũng được. Bằng phương pháp thiết kế mới. Thứ nhất là phương pháp thiết kế theo ngôn ngữ Kaido, là ngôn ngữ cân đối xứng. Cái hệ cửa trượt của Eurohome hoàn toàn khác biệt. Khác biệt ở điểm thứ nhất là chúng tôi có cái ngôn ngữ là ngôn ngữ thiết kế cân đối xứng. Ngôn ngữ thiết kế Kaido của Nhật, cân đối xứng. Cái thứ hai là cái ngôn ngữ cân đối xứng này á, chúng ta có một cái ưu điểm là chúng ta cắt không phải quay đầu. Mà công trình ấy, đối với cái hàng này á, làm cực nhanh. Cái thứ ba là gì? Là chúng tôi sử dụng gân tăng cứng dạng hộp cho cánh cửa, cái cánh. Cho nên là cái bản cánh có 6,8 phân thôi. Nhưng các anh chị yên tâm làm những cái bộ cánh có thể lên đến khoảng độ 2m4, 1m5 chiều cao thoải mái. Cái thứ tư là gì? Là đột dập của cái hệ mà mọi người mua cái máy đột dập hiện tại trên thị trường ấy. Hầu như mọi người không đột dập được cửa trượt hệ 55. Tôi dám khẳng định đó, nếu có thì sẽ bị móp hoặc là bị xước nhôm. Còn nếu như mọi người có chế hơn lên, kê cao lên một chút thì có thể. Thì chính vì việc đó, cái này á, là mọi người dập một phát là nó nằm hết trong lòng luôn, gọn gàng. Thì đây là cái sản phẩm mà thực sự mà nói là một trong những cái sản phẩm mà làm vào dự án tốt nhất của Eurohome. Tất cả các nhà xưởng, hầu như các nhà xưởng mà cứ đi chào cái này là vào là chúng, vào này chúng. Bởi vì khẩu độ lớn, làm thoải mái, nhẹ mà nó không bị móc, mắc. Vì sao? Vì là cái việc tăng cái gân tăng cứng ấy, nó tạo ra cái độ cứng khi mà nó óp vào như thế này. Thì khi mà chúng ta bấm cái cây móc ấy, hoặc là cái cây bốn cánh ấy, thì chính vì cái việc mà cái nó bị móc như thế này thì nó mới tạo ra cái va chạm với nhau, nó không còn chuẩn nữa. Thì cái sản phẩm này nó đã làm được cái điều đó. Thì đây là hệ cửa trượt. Thực ra hệ cửa trượt này chúng tôi ra lâu lắm rồi.
năm 2020, Eurohouse ra mắt sản phẩm Côn Hạng, một thương hiệu hoàn toàn mới, một thương hiệu hoàn toàn mới. Thì Côn Hạng có những gì? À, như vậy là mọi người thấy rằng là từ nãy giờ tôi nói là có đến 4 sản phẩm rồi đúng không ạ? Chưa nói đến màu sắc. Bây giờ là tôi lại nói đến một sản phẩm mới, và sản phẩm mới này cũng lại có đến 4 sản phẩm trong đó. Đó, nhiều như vậy. Thứ nhất là hệ màu xanh đồng, hệ 55 màu xanh đồng. Hệ 55 màu xanh đồng này tôi mong muốn nó thực sự là một sản phẩm thay thế cho rất nhiều các sản phẩm mà hiện tại bây giờ người ta gọi là xi mạ. Thì đây là một trong những sản phẩm để cạnh tranh với dòng sản phẩm đó. Tại sao lại như vậy? Sản phẩm này là sản phẩm chúng tôi nghiên cứu theo yêu cầu của tập đoàn Sun Group, và công trình tiêu biểu của nó là công trình khu nghỉ dưỡng suối khoáng Khoang Hành tại tỉnh Quảng Ninh với vốn đầu tư 7.000 tỷ. Toàn bộ là do Eurohouse cung cấp và màu này. Sản phẩm này là sơn được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Việt Nam không có đâu. Rất là đắt tiền. Tuy nhiên thì cái giá của sản phẩm này chỉ nhích hơn so với màu cà phê một chút xíu thôi. Nó sẽ là một cái sự cạnh tranh vô cùng lớn và khác biệt. Thứ hai là màu vân gỗ cẩm lai. Mọi người thấy cái tên cẩm lai có hay không ạ? Tôi cũng xin hỏi thật là mọi người đánh giá cái tên cẩm lai có hay không ạ? Màu vân gỗ cẩm lai là một trong những cái vân gỗ thuộc dạng quý hiếm nhóm 1. Nhưng mà thực ra tôi nói là tôi chỉ dịch thôi chứ tôi không phải là người đặt tên. Người đặt tên là các chuyên gia của Australia, chứ tôi không phải là người đặt tên. Vì sao như vậy? Vì cái màu vân gỗ cẩm lai này được Akazu Nobel họ nghiên cứu giúp chúng tôi. Và đây là một trong những sản phẩm cao cấp nhất Việt Nam, tôi dám khẳng định, về màu vân gỗ và thậm chí kể cả về màu sơn. Ngày hôm qua Zalo của tôi cũng mới nhận được cái thông báo của Akazu Nobel về việc cái phần mà đi qua test nghiên cứu, qua test trong vòng 6 tháng. Cái tiêu chuẩn là AMA 2603 là tiêu chuẩn về độ bền màu bảo hành 15 năm đó. Là hôm qua, có nghĩa là cái sản phẩm này á, chúng tôi đã nghiên cứu cách đây 6 tháng, 7, 8 tháng rồi. Và chúng tôi đã cho đi qua test từ rất lâu rồi. Và ngày hôm qua chúng tôi mới nhận được cái thông báo đó. Là tất cả cái qua test đấy thì nó có mấy cái như thế này. Thứ nhất là nó sẽ phun muối liên tục trong môi trường muối liên tục trong thời gian 1.500 giờ. Cái thứ hai là người ta sẽ thử nghiệm bằng cái test ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao trong thời gian liên tục 1.500 giờ và đều đặn trải qua cái đạn đó. Thế thì cái màu vân gỗ cẩm lai này, hai cái nguyên liệu chính của nó, thứ nhất là về nhôm tôi không nói đến, nhưng về sơn, có nghĩa là cái sơn để mà trước khi phủ phim đó, gọi là sơn phủ phim á, thì tôi chia sẻ mọi người là sơn này là một trong những dòng sản phẩm sơn cực kỳ cao cấp. Cũng thể chia sẻ cho mọi người luôn giá này, về mọi người có thể tính luôn. Cái giá hiện tại bây giờ sơn này chúng tôi đang mua với giá là 212.000 đồng trên 1 kg. So với cái sơn mà 60 mấy ngàn thì không tính đến, 100 ngàn thì không tính đến. Cho nên là bảo đắt, nhưng mà thực ra đắt so với cả một số các cái hãng mà bây giờ gọi là thì cũng chưa chắc đã bằng. Thì màu vân gỗ cẩm lai này, hôm trước đây là ông Mark là giám đốc khu vực Nam Á tại cái hội nghị của Eurohouse, hội nghị toàn quốc của Eurohouse. Thì ông Mark Nam Á ông nói rằng là sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm mà ông sẽ giới thiệu
cho chúng tôi để xuất khẩu sang Úc. Bởi vì cái màu này xuất phát từ Úc, nhưng về Việt Nam với công nghệ và với cách làm của người Việt Nam, chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi test là tổng số là hơn 20 mẫu tất cả. Chỉ duy nhất được cái mẫu này là đạt, và chúng tôi đặt cái tiêu chuẩn đấy là cái tiêu chuẩn không thay đổi. Thì đây là một trong những cái mà bản thân là cái ông Mark đấy. Thực ra trong cái hội nghị đấy, kể cả bây giờ mọi người xem lại cái live stream thì ông cũng có nói cái việc đó. Ông Mark là khu vực, ông ấy quản lý khu vực Nam Á, thì ông ấy quản lý cả Australia, cả Đài Loan. Sản phẩm thứ ba là sản phẩm nhôm hệ thủy lực. Nhôm hệ thủy lực của Eurohouse có một đặc điểm như thế này. Thứ nhất là chúng tôi sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kaido, có nghĩa là ngôn ngữ thiết kế cân đối xứng. Mọi người sẽ thấy hay là như này này, là giống xe ô tô ấy, thì bất cứ ra một cái sản phẩm nào thì người ta đều phải có ngôn ngữ thiết kế, và cái ngôn ngữ này nó đi thông suốt cho đến khi anh thay đổi ngôn ngữ khác, có đúng không ạ? Thế thì Eurohouse cũng dựa trên cái phương pháp đó để đặt ra những vấn đề để nghiên cứu và phát triển. Thì ngôn ngữ thiết kế cân đối xứng, mọi người mấy hôm vừa rồi thì cũng có nhìn cái sản phẩm tương tự như thế này trên thị trường. Thì tôi xin được chia sẻ là có một hai đơn vị hiện tại cũng lấy y nguyên mẫu này của Eurohouse. Eurohouse vừa ra được một tháng thì họ cũng lấy y nguyên, tôi không biết là cái chất lượng của họ như thế nào, tôi không biết, nhưng về mẫu mác là giống y hệt. Nhưng mà trong ngày hôm nay tôi xin tuyên bố là mẫu này chúng tôi đã đăng ký sở hữu công nghiệp. Nhưng mà thôi, cứ để cho họ làm. Bởi vì sản phẩm có tốt thì họ mới làm, chứ sản phẩm không tốt thì có mời họ cũng chả làm, có đúng không ạ? Và chúng ta không phải lo cái việc chúng ta phải cạnh tranh với họ, vì chúng ta khác biệt. Và thứ tư là hệ nội thất. Hệ nội thất của Eurohouse ấy thì nó có một đặc điểm là tôi sử dụng vân gỗ giáng hương, là cái vân gỗ vô cùng là quen thuộc với mọi người ở đây, và hoàn toàn khác biệt trong thế giới của các sản phẩm nội thất hiện tại đang có mặt trên thị trường. Hầu như bây giờ mọi người đều, có nghĩa là các hãng khác ấy, họ đều đi theo một cái mô típ chung, một màu sắc chung, chỉ có chất lượng khác nhau thôi. Thì Eurohouse đi theo cái màu vân gỗ của Eurohouse, đồng bộ luôn với cửa cho nó dễ. Thì cũng mong muốn rằng là mọi người, và cái hệ của Eurohouse thì nó rất là quen thuộc, rất là quen thuộc thôi. Và chúng tôi có cải tiến thêm, nâng cao thêm những cái về hiệu năng cho nó, để cho nó đảm bảo hơn và tốt hơn những cái sản phẩm hiện tại đang có trên thị trường. Đấy là 4 sản phẩm. Mọi người nhớ kỹ chưa ạ? Con Ham có 4 sản phẩm ạ? Mọi người nhớ kỹ chưa ạ? Vâng, cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ được hết sản phẩm của Eurohouse cũng là... Đây là hệ thủy lực. Hệ thủy lực của Eurohouse. Ngôn ngữ thiết kế cân đối xứng. Tôi nói thật là cái sọc này này, cái đơn vị mà họ làm nhái theo ấy, họ còn không biết là hướng dẫn cho thợ cắt cái sập này như thế nào và vào cái sập này như thế nào. Không hề dễ một tí nào, nhưng rất dễ đối với Eurohouse, bởi vì Eurohouse là người sáng tạo. Thế cho nên là thôi thì cứ để cho các sản phẩm nó tiếp tục phát triển. Và chúng ta cũng nên tạo ra những cái sản phẩm mà có giá trị như vậy. Và cũng chính vì đó, lý do đó thì Eurohouse cũng cảm thấy vinh dự là một trong những cái đơn vị có những sản phẩm có chất lượng và chất xám trên thị trường. Rồi ạ, mọi người có muốn nghe tiếp nữa không ạ? Một phút nữa nhé. Nhưng một phút này thì tôi xin phép là mọi người chú ý một chút, bởi vì đây là lần đầu tiên công ty giới thiệu một sản phẩm mà chưa ra mắt. Đây là lần đầu tiên đấy, bởi vì trước đây thì là sẽ ra mắt rồi thì mới giới thiệu. Đây là một trong những cái mà thời gian tới chúng ta
những đại lý của Eurohouse sẽ có thêm những công cụ để chúng ta chiến đấu trên thị trường. Đây là tiêu chuẩn chất lượng của Eurohouse được cấp. Và mọi người nếu cần, chúng tôi có thể in cấp cho mọi người cái chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng bảo hành 15 năm này, cấp cho mọi người cái vân gỗ cẩm lai đó, để có thể mọi người cấp cho khách hàng. Đây chỉ một sản phẩm mới nữa thôi, chỉ một sản phẩm mới nữa thôi, nhưng tôi dám khẳng định với mọi người luôn là sản phẩm này sẽ là một công cụ rất tốt cho mọi người trong năm nay. Nhưng mà tôi xin chắc là khoảng 2 tháng nữa thì sẽ có mặt ở trên thị trường. Mọi người thấy rằng là cái khung liền phào hiện tại bây giờ đó là khung phào trong, có đúng không ạ? Cho cánh cửa mở quay trong thì đẹp, nhưng khung mà làm cho cửa sổ để nằm ở bên ngoài cửa sổ thì chưa có. Chúng tôi đã thử rồi, thử rất nhiều giải pháp rồi. Giải pháp là chúng tôi là tạo ra một cái phào rời để ghép vào. Chúng tôi cũng làm thử rồi, rất phức tạp, cực kỳ phức tạp. Chứ không phải là không nghĩ đến đâu ạ. Ngay ở công ty cũng có, chứ không phải là không có. Rồi mọi người ở đây cũng đã có người làm rồi, là mọi người cắt cái phào của cái tủ nội thất đó để mọi người làm cái phào ngoài, nhưng không hiệu quả. Không hiệu quả. Thì mọi người lưu ý nhé, sản phẩm này là hệ phào ngoài. Hệ phào ngoài rất đơn giản, nhưng nó thay đổi rất nhiều về biên dạng. Thay đổi biên dạng là thay đổi kể cả về cách tính sản phẩm. Chúng tôi phải tăng cái sản phẩm không phải nó 55 nữa, mà chúng tôi phải tăng lên nó là 75. Tăng lên 75, cái độ rộng của cái này nó 75 cơ. Cái này chúng ta chỉ dùng một ke thôi. Cái thứ hai là mọi người nhớ nhé, cái tỉ trọng của cái cây này là 6,5 kg trên một cây. Nó nhẹ hơn cái cây phào trong của chúng ta. Là cây phào trong của chúng ta là 8,2. Thì cái cây này nó sẽ 6,5. Đúng không ạ? Như vậy mọi người sẽ có một cách chiến đấu, một cái sản phẩm hoàn toàn mới, rất đơn giản, nhưng không phải đơn giản đâu ạ. Chúng tôi đã thử nghiệm rất nhiều rồi. Bắt buộc nó phải là phào liền, chứ không thể là một cái phào rời sau đó thì chúng ta lại ghép vào được, làm cực kỳ phức tạp. Cắt một phát là xong. Cái này chúng ta chỉ có một cái công thức là trừ nó khác đi thôi. Trước đây chúng ta trừ 55, thì bây giờ chúng ta sẽ là trừ là 75 đó. Thì đây là một trong cái sản phẩm mà sẽ là cái sản phẩm thay đổi và sẽ tăng thêm tính cạnh tranh của những đại lý sử dụng Eurohouse. Vâng, thôi chắc có lẽ là tôi cảm ơn mọi người đã chịu khó lắng nghe, chắc cũng đến lúc phải dừng lại rồi ạ. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, xin được cảm ơn ông Giang về những chia sẻ vừa rồi. Đó sẽ chính là những cái thông tin rất là thiết thực và bổ ích. Hy vọng rằng là qua phần chia sẻ vừa rồi của ông Giang thì quý vị đã có thể hiểu rõ hơn về công ty của chúng tôi, cũng như là các sản phẩm mà chúng tôi đang bán. Và thưa quý vị, có lẽ rằng là ngay lúc này chúng ta đều đang rất hào hứng và mong chờ đến một điều vô cùng đặc biệt và cũng không thể thiếu được trong một sự kiện như là ngày hôm nay. Đó chính là nghi thức nâng ly khai tiệc. Và chắc chắn rồi, ngay giờ phút này đây, chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly khai tiệc để chúc mừng cho sự thành công của lễ ký kết hợp tác. Vâng, và chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly khai tiệc để chúc mừng cho lễ ký kết hợp tác thành công giữa Eurohouse Việt Nam cùng với các quý nhà phân phối, các quý đại lý, được không ạ? Và để thực hiện nghi thức vô cùng quan trọng này, Tú Yên xin được trân trọng kính mời ông Phạm Trường Giang, ông Lê Văn Thắng, ông Đường Viết Linh, ông Cao Hải Việt, ông Lê Khả Hùng và bà Hoàng Thị Hạnh sẽ tiến lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng thực hiện nghi thức nâng ly khai tiệc này. Và quý vị thân mến, ở phía bên dưới thì xin mời quý vị chúng ta hãy nhanh chóng rót đầy ly bia của mình ạ. Hãy rót đầy ly bia của mình và sau đó đứng dậy, chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly khai tiệc để chúc mừng cho sự thành công ngày hôm nay, được không ạ?
hóa. Và cũng như để chúc cho sự phấn đấu bền chặt của chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết, phát triển hơn nữa, đạt nhiều thành công hơn nữa trên chặng đường sắp tới thưa quý vị. Hãy nhanh chóng rút đầy ly của mình được không ạ? Và sau đó đứng dậy được không thưa quý vị? Tú Yên xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đứng dậy ạ. Hãy cùng đứng dậy, rút đầy ly bia hoặc ly rượu của mình. Hãy nhanh chóng rút đầy ly bia và ly rượu của mình ạ. Đừng ai uống vội nha, đừng ai uống vội nha. Bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly khai tiệc để chúc mừng cho điều tuyệt vời này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tim hát vang lên như xuyên giang. Hôm nay tôi sẽ mất hết muộn phiền và bao nỗi buồn. Chẳng còn lưu luyến những phút bên ngoài và người đã. Từng âm thanh vang lên bóng quanh tay sân nhà. Từng ánh đèn lớn lên trang hoa buồn ánh sáng. Và không gian nơi đây đôi mắt cao ngập tràn một tình yêu, một ước ao. Chờ ngày quý hết thao, chờ ngày hơi tốt. Để thêm một ca khúc nữa cho mình thì xin được gửi tới toàn thể quý vị là một ca khúc theo tựa đề Em Đã Quên Anh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. À, và với ca khúc này thì rất là mong được sự giao lưu của tất cả các anh chị ở dưới ạ. Nếu mà có ai thuộc bài hát này thì sẽ cùng lên sân khấu nghe đúng không ạ? Quên hết bao nhiêu hàng ngày, dù gì chỉ là nỗi đau.
Vâng, quý vị ơi, có thể dành một tràng pháo tay lớn nữa được không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, và vừa rồi thì như tôi có nói rằng là trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang tới rất nhiều những món quà để dành tặng cũng như là để tri ân tới các quý nhà phân phối, các quý đại lý tại tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị, như vừa rồi tôi có chia sẻ, chúng ta sẽ có phần bốc thăm trúng thưởng với những giải thưởng vô cùng giá trị. Và tiếp theo đó sẽ là phần giao lưu văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy nên các quý anh chị nào muốn được thể hiện tài năng của mình, muốn được gửi tới những món quà âm nhạc dành tặng cho các quý nhà phân phối và các quý đại lý đang có mặt tại đây ngày hôm nay, thì hãy nhanh chóng di chuyển đến phía bàn âm thanh và chúng tôi sẽ sẵn sàng là phục vụ tới quý vị cho đến suốt đêm nay luôn, được không ạ? Thế nhưng trước khi chúng ta đến với phần giao lưu văn nghệ đó thì chúng ta sẽ cùng đến với những món quà tri ân mà chúng tôi dành tặng cho quý vị tại tỉnh Thanh Hóa. Và Tú Uyên xin phép được bật mí cũng như là giới thiệu tới quý vị cơ cấu giải thưởng ngày hôm nay như sau. Chúng ta sẽ có một giải ba, đó chính là một bếp từ Sunhow. Một giải nhì, đó chính là một chiếc quad pin Makita. Và một giải nhất, một chiếc xe máy Honda Blade trị giá 20 triệu đồng. Rất tuyệt vời phải không ạ? Những phần quà vô cùng giá trị mà Eurohouse Việt Nam muốn được dành tặng tất cả quý vị. Và như tôi có biết được rằng là ngày hôm nay, khi mà đến với bữa tiệc ngày hôm nay thì quý vị đã cầm trên tay của mình cái liên phiếu rồi đúng không ạ? Các quý nhà phân phối, các quý đại lý đều đã sở hữu cầm cho mình lá phiếu may mắn đúng không ạ? Trong đó có những mã số. Và vâng, chúng ta sẽ cùng nhanh chóng đi tìm ngay những vị chủ nhân may mắn ngày hôm nay nhận được giải thưởng, những giải thưởng vô cùng giá trị này. Và xin mời ban tổ chức hãy giúp và Tú Uyên hỗ trợ di chuyển đúng phiếu lên phía trên sân khấu được không ạ? Và có một điều vô cùng công bằng và minh bạch trong phần bốc thăm trúng thưởng này, đó chính là nếu như Tú Uyên tìm thấy thông tin lá thăm mà vị khách đó lại không có mặt trong chương trình ngày hôm nay thì Eurohouse xin phép được giữ lại lá phiếu đó và các quý nhà phân phối tại tỉnh Thanh Hóa sẽ trực tiếp chuyển giao món quà giá trị này tới quý nhà phân phối may mắn đó được không ạ? Vậy nên để công bằng nhất cũng như để công bằng cho những quý nhà phân phối, các quý đại lý ngày hôm nay vì lý do cá nhân chưa thể đến tham dự được với buổi hội nghị khách hàng này mà vẫn đang theo dõi live stream thì quý vị cũng đừng có lo lắng nha. Bởi vì nếu như tình thật sự may mắn, như ta đã nói rồi, cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình thôi. Vậy nên một lần nữa thông báo lại với toàn thể quý vị, nếu như ngày hôm nay khi tìm ra lá thăm may mắn mà trong văn phòng này vị khách đó không có mặt, chúng tôi vẫn sẽ công nhận là phiếu may mắn đó và nhà phân phối sẽ chuyển giao món quà may mắn đến tận đại lý được không ạ? Và quý vị ơi, ngày hôm nay món quà nó giá trị như vậy, tại sao mà quý vị lại không dành cho Tú Uyên một tràng pháo tay thật lớn ạ? Vì sao lại phải dành cho một tràng pháo tay thật lớn cho Tú Uyên? Mặc dù cái món quà này thì không phải là Tú Uyên cấp, nhưng phải dành cho Tú Uyên là bởi vì sao ạ? Bởi vì ngay lúc này Tú Uyên sẽ tiến lại gần với quý anh chị và sẽ nhường cơ hội để trở thành vị thần may mắn ngày hôm nay, truyền cái may mắn đó cho một trong số những vị khách được không ạ? Được không ạ? Bởi vì chúng ta chưa hề biết được rằng là những cái vị khách may mắn đó có mặt trong chương trình ngày hôm nay không. Vậy chúng ta sẽ cùng đến với giải 3 trước nhỉ? Chúng ta sẽ cùng đến với giải 3 trước nha. Quý vị muốn Tú Uyên xuống gần với quý vị hay là quý vị sẽ lên đây ạ? Xuống gần ạ? Ok, thế vậy xuống gần luôn. Em là có một cái tật xấu, đấy chính là cứ nhìn thấy các anh trai đẹp trai là rất thích sán lại gần. Và vừa rồi thì anh có bảo với em là anh đã chủ động mời em xuống. Em nghĩ rằng là em sẽ không phải tìm ai khác mà cái người em muốn được nắm tay đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay là anh. Ôi dồi ôi, sạch quá, còn phải lau tay. Dù kể cả tay anh có chưa được sạch cũng không sao cả. Vâng ạ, anh ơi, mình hãy giới thiệu tên của mình cũng như tên đại lý hoặc là nhà phân phối được không ạ? Ôi dồi, ngại quá, ngại quá. À, phần đấy bỏ qua. Thế thì anh ơi, nếu ví dụ anh mà lại tìm được đúng cái lá phiếu may mắn của mình thì chắc chắn là lúc đấy mình sẽ bật mí đúng không? Ok anh, đừng có nhìn chằm chằm vào thùng phiếu như vậy. Chắc chắn anh phải làm nhiều những cái hành động khác mới được đặt tay vào thùng phiếu. Anh bước qua đây với em nào. Đẹp trai quá em ơi, phong độ kinh lên được ý. Du nét cả người. Đừng cái tay này tự tin đây nào. Giơ hai tay lên đằng trước cho em.
giơ hai tay lên đằng trước, giơ hai tay lên đằng trước nào, ô kính kia kìa. Ngày hôm nay là nhà mình quay trực tiếp anh nhá. Giơ hai tay lên đầu kính, ô sổ cứ vầng mà từ nãy không làm được. Nắm lại cho em ba cái, nắm ba cái. Không có kinh nghiệm gì cả, mọi thứ nó phải nhanh nhẹn lên. Cái kiểu này là anh ấy không quen, không có một chút kinh nghiệm gọi là nắm bắt. À, chưa có kinh nghiệm nắm cũng như là tò đúng không ạ? Bóp cũng được đúng không ạ? Quen ạ? Bóp thì quen, anh bóp cái gì anh? Nếu bây giờ đâu anh bóp kiểu gì quen, anh bóp giúp bọn em xem kiểu gì quen đã. Nào anh, trời ơi không. Này tại sao vừa nãy mời em xuống lại mạnh dạn thế? Quý vị thấy một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Đâu nào anh ấy mạnh dạn thế ạ? Xem là cái bóp của anh ở nhà nó như thế nào. À thế anh bình thường anh bóp ở đâu? Anh bóp ở nơi công cộng à? À thế này là không được. Anh bóp ở đâu? Địa điểm? Chỗ nào? Vị trí? Ở đâu cũng bóp được. Úi dồi ôi, thôi dễ dãi, anh cứ hát rồi. Ở đâu cũng bóp, thôi đùa vậy. Nào giơ tay lên anh. Bóp lại. Úi dồi. Kiểu này giống bóp quả bú sữa. Em quả đúng đúng không? Quả bú sữa đúng không? Bú sữa là người ta hay cầm thế này, không là ví dụ cầm ở trên nó sẽ rơi. Mình phải nâng ở dưới. Quá hợp lý, em thích cái suy nghĩ của anh. Và bây giờ anh ơi, đảo thật đều cho em nào. Chỉ một lá phiếu duy nhất. Đảo đều nha. Đảo thật đều cho em. Một lá phiếu duy nhất. Ôi vâng ạ. Úi dồi ôi, từ nãy. Ok, em cảm ơn. Thế anh có biết số của mình là bao nhiêu không? Anh có phiếu nào không? Anh có phiếu nào không anh? Dạ. Anh không có phiếu à? Thế thì anh lại ngồi ngay ngắn về vị trí của mình. Lại ngồi ngoan ngoãn và thật ngay ngắn để nghe em công bố kết quả. Và thưa quý vị, trên tay của Tú Uyên đang có một mã số may mắn của một vị khách nhận được giải ba trong chương trình bốc thăm trúng thưởng hôm nay. Có hai số 0, một số 6, một số 2 và một số 5. Xin chúc mừng 00625. Đâu ạ? Vâng các quý vị ơi, tôi biết rằng là tất cả các quý vị sẽ có rất là nhiều những cái lá phiếu đúng không ạ? Vậy nên đừng để bỏ qua cái cơ hội may mắn này. Tôi rất mong rằng quý vị ơi, chúng ta chúng mình sẽ cùng xòe hết tất cả lá phiếu của mình ra. Xoay hết tất cả lá phiếu ra. Xoát lại cho em một lần thật kỹ. 00625. 00625 ạ. Nếu mà vị khách may mắn đó đang có mặt trong chương trình hôm nay thì hãy nhanh chóng tiến lên sân khấu ạ. 00625. Có phải anh không? 00625. Nhanh chóng nào, nhanh chóng nào. Có ai không ạ? Nếu như mà có mặt ở đây. Có không ạ? 00625. Ui quá tuyệt vời. Chuẩn luôn ạ. 00625. Em xin phép được mời anh tiến lên sân khấu ạ. Vâng. Thưa quý vị, 00625 hai lượt phiếu hoàn toàn trùng hợp nhau. Và quý vị ơi, những quý vị nào đang theo dõi live stream hôm nay thì quý vị cũng có thể nhìn thấy rằng là hai lượt phiếu hoàn toàn trùng hợp đúng không ạ? Vâng anh ơi, em mời anh. Em mời anh lên trên sân khấu ạ. Xin chúc mừng anh đã nhận được giải thưởng, đó chính là một bếp từ sàn hậu. Anh ơi, mình đi đường nào? Bước thẳng lên cũng được anh. Quá phong độ. Vâng, thưa quý vị ơi, chúng ta hãy cùng dành cho một tay thật lớn được không ạ? Và tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Văn Thắng, đại diện thương mại của công ty cổ phần Euro House Việt Nam sẽ tiến lên sân khấu để trao giải thưởng cho vị khách vô cùng may mắn của chúng ta ngày hôm nay. Anh ơi, anh tên là gì? Anh Tùng đúng không ạ? Anh Tùng đến từ đại lý nào? Anh nhập phân phối nào? Đại lý Hoài Long. À vâng. Vâng ạ, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Một lần nữa xin được chúc mừng anh Tùng ngày hôm nay đã trở thành cả một vị khách vô cùng may mắn nhận được giải ba, đó chính là một bếp từ sang nào. Xin chúc mừng một lần nữa, xin chúc mừng anh ạ. Vâng, quý vị ơi, chúng ta đến luôn với giải nhì đúng không ạ? Em thấy rằng là không khí như hôm nay nó máu quá rồi, mà lại để anh chị ngắt quãng thì chắc có lẽ là không phải phép. Em xin phép là được tiến thẳng đến cái giải nhì luôn. Bắt đầu là giải thưởng của chúng ta bắt đầu cao hơn rồi nha. Thêm một điều nữa là anh chị này, cầm hết lá phiếu của mình lên trên tay được chưa ạ? Bây giờ tạm thời là bỏ đũa xuống. Một lát nữa là sẽ được thưởng thức tiếp. Bây giờ bỏ ngay cái đũa xuống cho em. Cầm rượu thì được, nhưng bây giờ bỏ đũa xuống và cái tay cầm đũa thì cầm phiếu nha. Bởi vì một lần nữa em sẽ lại tiến xuống với các quý anh chị. Và bây giờ, vừa nãy là một cái anh trai gọi là có kinh nghiệm là bóp. Vậy thì em phải tìm một chị gái có kinh nghiệm là nắm. Đâu rồi chị gái nào? Chị gái nào nghĩ rằng là mình có kinh nghiệm nắm rất là bền chặt nào? Đâu nào chị nào? Có chị nào không ạ? Ngày hôm nay có vẻ đến với chương trình ngày hôm nay ít chị quá. À ôi dồi ôi, nhờ cái sự chỉ điểm thì em nghĩ rằng là chị có khả năng nắm rất là dễ dàng. Chị nào đứng dậy nào? Trời ơi, xì
quá cơ. Bây giờ chào Tân Thiện Hoa Hậu chị ơi. Cái chào Tân Thiện Hoa Hậu phải quá hợp lý với chị luôn. Đây ống kính đây chị. Chào tới tất cả các quý vị đang theo dõi live stream của chúng ta ạ. Trời ơi đáng yêu thế này. Nên em anh còn ngất nữa là. Rõ ràng em mặc váy đỏ nhưng em đứng cạnh chị em lại thấy rằng mình không đủ nổi bật bằng chị. Vâng ạ chị ơi bây giờ nha. Chị nhìn vào phía bên trong tờ phiếu đi giúp em này. Nhiều phiếu không ạ? Nhưng mà chưa được. Chưa được. Chị có lá phiếu nào không ạ? À ở bên kia tức là phiếu của mình đã gửi hết cho người khác ạ. Người đấy có phải người thân không chị? Người thân. À đấy đúng rồi, người Việt Nam thì phải nói rằng là những cái gì giá trị nó phải đi liền với khúc ruột. Nếu đã không đi liền mình thì phải gửi cho người thân đúng không ạ? Ok, thế vậy không làm khó chị nữa. Em sẽ làm dễ thôi, chị lên đây với em. Em làm dễ thôi, lên đây với em nào chị. Vì sao mà em lại phải mời chị lên đây? À, thêm một sở thích của em đó chính là rất là thích hành khách. Rất thích hành khách. Chị Thái ạ, như thế này nha. Chị có... thế nào? Chị có sở trường nhảy gì không? Dancer hay là rumba hay là gì đó không? Không có luôn. Chị chắc chắn đâu. Thế nếu mà không có thì em sẽ giúp chị sẽ có được không ạ? Bây giờ này, nếu như mà chị đã ngồi bàn VIP, được không ạ? Thì cái may mắn của chị cũng phải VIP, đúng không ạ? Và cái cách VIP nó phải khác với bình thường. Chúng ta sẽ cùng làm một hành động như sau. Bước chân sang bên phải. Bước rộng ra, váy em bó như chị bước rộng ra. Bước sang bên trái. Rồi, lắc hông. Sang bên đây nữa. Thêm cái chị làm nhanh giúp em. Em đếm nhá. Chị nhớ động tác không? Nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có đẹp không ạ? Dây một chồng có tay lớn hơn nào. Chị biết vì sao mà em lại muốn chị làm hành động đấy không? Bởi vì là em muốn các anh trai ngày hôm nay say quên nói về. Khỏi về luôn, ở đây say tới bến nào. Vâng. Bây giờ mà sau khi là gọi là đã bỏ bùa mê các anh trai ở dưới rồi thì mình tiếp tục. Mình sẽ còn tiếp tục đi tìm lá phiếu may mắn để xem rằng anh nào bị trúng bùa mê nhá. Chị Đảo giúp em nào. Đảo tờ đều giúp em. Một lá phiếu. Vậy là ai ạ? Chị đứng cạnh em nha. Lá phiếu may mắn của chúng ta tiếp tục có 3 số 0. Các anh chị nhanh chóng này. Nhanh chóng soát phiếu này. 00280. 00280. Con số may mắn của chúng ta là 00280 ạ. Nhanh chóng ạ, à, anh chị ơi chúng ta soát phiếu nào. Nhanh chóng soát phiếu. Ôi giời, không biết có phải mình không mà cười thôi như được mùa vậy. Phải không anh? Có phải không ạ? À? 00280. Quá tuyệt vời, ngày hôm nay giải ba và giải nhì của chúng ta đều tìm được ra vị khách đang có mặt tại chương trình ngày hôm nay, quá tuyệt vời. Vâng, em chờ anh. Em xin phép được so số phiếu của anh nha. Chính xác 00280. Và chị ơi, giúp em mang cái phiếu này. Chúng ta sẽ cùng công bố tới các anh chị đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Anh ơi, mình hãy giới thiệu mình đến từ đâu, đại lý nào, tên gì ạ? Anh tên là Trần Đình Phú, đến từ đại lý Việt Hưng ạ. Vâng ạ, đến từ đại lý Việt Hưng. Thế bây giờ anh có biết là khi mà anh lên sân khấu này anh sẽ phải làm gì không? Anh không biết làm gì ạ? À? Trời ơi, đứng cạnh hai người đẹp mà lại cứ run rẩy không biết làm gì thế này. Cái này em biết chắc là anh nói dối. Bởi vì không có một người đàn ông nào đứng cạnh một người phụ nữ xinh mà không biết làm gì. Rung động quá bủn rủn. Anh ạ, cái việc đầu tiên trước khi mà mình ôm cái quà về thì mình phải ôm cái vị thần may mắn của mình. Cảm ơn cái vị thần may mắn của mình trước đúng không ạ? Đấy, em nhường sân khấu cho hai anh chị ôm nhau. Giờ cho bắt tay thật lớn được không ạ? Một cái bắt tay và một cái ôm thật là... sao ạ? Thôi đồng nghiệp nhá. Vâng, ok. Vâng ạ, nếu ngày ôm thì em nghĩ rằng là thôi đẹo nữa mình xuống mình sẽ bàn cách khác. Được không ạ? Chị ơi, em cảm ơn chị. Quá xuyên sáng, quá xinh gái, em cảm ơn chị ạ. Vâng, và anh ạ, cảm xúc của anh ngay lúc này như thế nào? Anh thấy vui vui ạ? À, thấy vui vui. Chưa vui quá chỉ vui vui thôi. Vâng, vui vui thôi. Thế làm thế nào để bây giờ anh phải thật vui? Nếu có quà. Ơ, quà thì ngay bên cạnh anh rồi. Hay là anh còn thích cái quà lớn hơn? Cũng không biết được. Anh ngày hôm nay có mấy phiếu ạ? Anh có một phiếu thôi ạ. À? Có một phiếu à? Xin chúc mừng anh là anh sẽ chỉ nhận được giải nhì. Không còn cơ hội để chúng ta tranh giành giải nhất nhưng không sao. Giải nhì của chúng ta cũng rất
giá trị. Vâng, và anh đã nhận được một chiếc khoan pin Makita. Và tôi xin được trân trọng kính mời ông Võ Quốc Hoàn, trưởng phòng kinh doanh sẽ tiến lên sân khấu để trao giải thưởng. Anh ơi, mình cũng sẽ cùng tiến ra phía giữa khu vực sân khấu nha. Anh có thể ngắm nhìn ngay cái giải thưởng của mình, món quà tri ân mà Eurohouse muốn dành tặng tới các quý nhà phân phối, quý đại lý có mặt tại tỉnh Thanh Hóa ngày hôm nay. Hãy tìm một tràng pháo tay lớn hơn được không ạ? Vâng ạ, thế vậy là chúng ta đã tìm được giải 3 và giải 2 rồi. Còn giải nhất, trời ơi, cái giải nhất giá trị nó lên gấp bao nhiêu lần ạ? Đây, anh chị nhìn thấy em đứng cạnh cái giải thưởng này nó có phong thủy không? Anh chị nhìn thấy em đứng cạnh nó có phong thủy không ạ? Nếu mà thấy phong thủy dành trên một tràng pháo tay nhỉ? Thế vậy là phong thủy đúng không ạ? Nếu mà phong thủy hơn nữa thì dành tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Đấy, bé hơn rồi. Thế vậy là em nghĩ rằng chiếc xe máy này chắc chắn sẽ không thuộc về em. Và thuộc về ai? Thì bây giờ em lại phải tiến xuống dưới cùng với các quý anh chị lần nữa. Và em muốn tìm một vị khách bất kỳ ở phía bên kia đi. Phía bên kia có vẻ là hơi im lắng đúng không ạ? Mình đang rất tập trung ăn. Này, đang rất tập trung ăn. Thế nhưng em sẽ tiến lại gần với quý anh chị để làm sao ạ? Em cũng rất muốn là ngày hôm nay tại bàn tiệc này, một vị thần may mắn sẽ lại bốc được đúng cho bạn của mình. Hy vọng là vậy, được không ạ? Bông hồng nha, một bông hồng nha. Em mời chị nào, em mời chị đứng dậy nào. Vâng ạ. Chị uống được rượu không? Chị uống được rượu. Bạn mình ơi, rót đầy hết rượu cho em. Tất cả các anh chị nha, rót đầy hết rượu. Tất cả. Được không ạ? Nhanh chóng nào. Nhanh chóng giúp em nào. Bây giờ này, để tiếp thêm sự may mắn cho gọi là bông hồng trong bản của chúng ta, tất cả các anh trai, cả chị nữa nha, chúng ta đồng khởi một cái nào, để truyền tất cả những cái may mắn của các anh với chị. Chị ơi, mình vào nào. Hô to nha. Hô to nha, hô to nha. Nào. 1, 2, 3. Go. 2, 3. Go. 2, 3. Trúng được. Vâng ạ. Nào, cạn ly nào, cạn ly. Khi mà các anh trai cạn ly thì em mới tin rằng là cơ hội may mắn của tất cả các anh đã chuyển cho chị gái đi rồi. Nào, bông hồng xanh, một bông hồng rất phong thủy qua đây với em. Việc đây là cái giải nhất, vậy nên là mình làm thế nào cho nó phải thật là công bằng và minh bạch đúng không ạ? Mình đứng ở góc như thế thì lại chưa đẹp lắm. Vậy em muốn là đi qua phía bên đây. Vừa nãy là chị đã uống cạn ly chưa? Chị chắc không? Có cần em xuống kiểm tra lại không? Cần. Ok, vậy em tin chị. Bây giờ chị giúp em này. Chị đi cắt thuốc cho em một vòng, tiến lại với gần với máy quay, sau đó quay lại đây với em. Nào, chúng ta sẽ cùng một lần đảo đều sự may mắn cắt thuốc nha. Cắt thuốc nào, tạo dáng, phông dáng nào chị ơi, dáng thế nào ạ? Phông dáng nào. Ui dồi ui, ngại quá, ui ngại quá. Vâng ạ, vâng, rất xinh gái, rất là duyên dáng. Và bây giờ thì em nghĩ rằng là chị đã đủ tự tin để truyền may mắn của mình tới một vị khách bất kỳ trong phía bên trên đây rồi đúng không ạ? Giúp em nha. Đảo thật đều. Đảo thật đều 10 vòng nào. 10 vòng đi. Cho đều nào. Và chỉ một là phiếu duy nhất. Các anh chị ở dưới này sẵn sàng cầm tay chưa? Vâng, vâng, vâng. Và như em đang nhận được thêm một chỉ thị. Một chỉ thị gọi là cực kỳ công bằng và phân minh giúp em ạ. Chị ơi, mình sẽ đứng theo một cái hình dáng gọi là phông dáng đẹp nhất. Đảo giúp em. Để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy ạ. Đảo thật đều ạ. Đảo thật đều ạ. Quý vị ơi, chúng ta hãy cùng vỗ tay thật dài đúng không ạ? Nào, dừng chưa nào? Đã dừng chưa? Dừng. Như là quay ô may mắn ấy, hy vọng là không lại mất lượt. Một lá phiếu may mắn ạ, duy nhất một lá phiếu may mắn duy nhất. Nào chị, giúp em sẽ giúp chị công bố nhé. Chị có nhớ lá phiếu của mình là gì không? Không ạ. Chị có bao nhiêu lá phiếu? Ôi, cũng không biết là mình có bao nhiêu. À, bao nhiêu ạ? 19 ạ. Người thì bảo 19, người bảo 20 là thế nào? Thôi cũng xem nhau. Thế bây giờ này, chị thì đang đứng cạnh em rồi. Bây giờ có một cái lời nào đó để gửi gắm đồng đội của mình ở dưới nhà. Kiểm tra được ký phiếu, anh biết đâu phiếu mình thì sao? Chúc đồng đội của mình may mắn. Thế không chúc mình hả chị? Không.
chú như thế này thì gọi là cái mã số may mắn này mới được công bố này. Chị phải hỏi tất cả mọi người rằng mình có xinh đẹp không? Mình có xinh đẹp không? Mình có quyến rũ không? Mình có quyến rũ không? Thì rồi đến này thì không những này, ngày hôm nay mời hẳn hai bông hoa hồng lên đây. Em đảm bảo ngày hôm nay là các anh trai say nước tắc ướt quên lối về, không về được, không ra được khỏi cửa đâu. Đấy, không những là say rượu mà còn cả say tình nữa cơ. Và ôi trời ơi, con số may mắn này thì sao nhìn nó quen thế nhỉ? Cũng có số 0, cũng có số 2, mà lại thêm một cái con số 7 kẹp ở giữa như cái bánh mì kẹp thì. Và cái con số may mắn đó chính là 0 0. Và anh cạn ly cùng với tất cả các quý vị ngày hôm nay được không ạ? Ê, xin phép cả nhà là vì ly rượu này nhưng mà từ cái xe 20 triệu nhưng mà giờ cái luật của nó là 45 triệu, thông cảm nhé. Đem đề nghị cái cửa làm vỡ bát, anh có bức xúc gì không? Anh có điều gì bức xúc không mà anh đập vỡ cả bát thế này? Đâu được vỡ đâu. Run bần bật ạ, đang cầm bát cơm ăn sướng nó rơi cả bát. Này là đầu tiên em mới thấy mà sung sướng đến nỗi mà vỡ nát vụn hết cả tất cả mọi thứ. Nào bây giờ anh ơi, chén rượu của mình mời tất cả các quý vị ngày hôm nay được không ạ? Mời tất cả các anh chị chúng ta đứng dậy được không ạ? Cùng nhau chúc mừng cho vị khách vô cùng may mắn ngày hôm nay của chúng ta nhận được giải thưởng vô cùng giá trị, đó chính là một chiếc xe Blade trị giá 20 triệu đồng. Vâng ạ, em nhường mic cho anh này. Rất mừng rồi, biết nói gì rất hồi hộp. Cảm ơn công ty. Thế là mọi người nâng ly chúc mừng về cái nào. Với phần bốc thăm trúng thưởng này thì vẫn chưa kết thúc chương trình của chúng ta đâu. Và có thêm một điều, một cái phần vô cùng quan trọng nữa, đó sẽ chính là những món quà âm nhạc mà đến từ các quý anh chị nhà phân phối, quý đại lý đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay gửi tặng tới mọi người. Vậy nên anh chị em nào muốn được gửi tặng các khúc đó để dành tặng mọi người cũng như là để chúc mừng cho anh trai đây thì anh nhanh chóng di chuyển qua phía bàn âm thanh được không ạ? Và anh ơi, mình tên gì, đến từ đâu, mẹ từ nay chỉ có gọi là cảm thán mà quên mất cả tên mình là sao? Nghe giới thiệu mọi người, mình là Hồ Dũng, đến từ phối hợp công ty Việt Hưng, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Vâng ạ, và có lẽ bây giờ là phải để nhờ ông Giang cầm giúp anh tấm bảng. Còn cái nhiệm vụ của anh, quay xe đi anh. Quay xe đi anh. Anh không quay xe à? Xe của anh kìa anh, ôi rồi ôi, nó ngay trước mặt. Anh dắt ra luôn sân khấu nào, làm quen luôn với cái xe của mình nào. Nó nặng hay nó nhẹ để về còn biết được mà sử dụng. Ôi rồi, quay xe rất chuyên nghiệp. Tao dám luôn ạ, anh ngồi lên xe luôn nào, xem có chống được chân không. Ôi rồi, đúng là cái xe này sinh ra như để dành cho anh vậy. Vừa in. Em không anh? Em có đang định mời anh
để về cho gia đình được không ạ? Vâng, và quý anh chị thân mến ơi, sau khi mà chúng ta tìm được ra vị khách may mắn nhận được giải nhất trong giải thưởng Bốc Thăm Nhanh này thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục thưởng thức bữa tiệc ngày hôm nay. Cũng như các anh chị em muốn được thể hiện ca khúc của mình thì hãy nhanh chóng di chuyển qua phía khu vực âm thanh và chúng ta sẽ cùng tự do giao lưu văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Một lần nữa xin được chúc quý anh chị một buổi tối thật vui vẻ và ngon miệng ạ. Vâng, quý anh chị ơi, chúng ta đã muốn được giao lưu văn nghệ chưa ạ? Anh chị đã muốn được giao lưu văn nghệ chưa ạ? Và em nghĩ rằng là sẽ thêm một bất ngờ nữa đi. Em rất là mong muốn thêm một bất ngờ nữa để dành tặng cho quý anh chị ngày hôm nay. Và đây cũng sẽ là một bất ngờ mà Eurohouse dành tặng tới quý anh chị. Vâng, thưa quý anh chị thân mến, đó chính là trong tháng năm vừa qua thì tại thị trường Thanh Hóa, công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam có thực hiện một chương trình riêng để nhằm cổ vũ các nhà phân phối và các đại lý với giải thưởng đó chính là một chiếc điện thoại cho mỗi đơn hàng trên 1 tấn. Và ngày hôm nay, tụi em xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại lý Việt Anh, Hoàng Hóa, đại lý V Long đến từ Tĩnh Gia, đại lý Thanh Long đến từ Quảng Xương sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng của mình đó chính là một chiếc điện thoại đúng không ạ? Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nào! Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho ba đại lý của chúng ta đã trở thành đại lý xuất sắc của công ty được không ạ? Một lần nữa xin được trân trọng kính mời đại lý Việt Anh đến từ Hoàng Hóa, đại lý Huê Long đến từ Tĩnh Gia và đại lý Thanh Long đến từ Quảng Xương. Và tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Phạm Trường Giang, tổng giám đốc và ông Lê Văn Thắng, đại diện thương mại công ty cổ phần Eurohouse Việt Nam sẽ tiến lên sân khấu để trao giải thưởng này cho ba đại lý của chúng ta. Vâng, trong một buổi tối ngày hôm nay thì đã có quá nhiều những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời phải không thưa quý vị? Vâng, và đây sẽ là một món quà. Một món quà mà Eurohouse Việt Nam dành tặng tới các quý vị, các quý đại lý có đơn hàng trên 1 tấn ạ. Và đây sẽ chính là những món quà để cổ vũ các nhà phân phối của chúng ta. Hãy cùng nhau gật hái nhiều thành công hơn nữa trên chặng đường sắp tới ạ. Hãy cùng dành cho tay thật lớn được không ạ? Một lần nữa xin được chúc mừng ba đại lý của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Quý anh chị ơi,